Các bạn đang nghe truyện chàng rễ mạnh nhất lịch sử trên kênh TV Audio CV. Chương 1039, Thẩm Lãng Tru Tâm Chào buổi sáng Chào thân vương Sa Căng nói, doanh vô thường, trên tay áo ngươi có vết máu. Doanh vô thường kinh ngạc nói, vội vàng đến đây, chưa kịp thay y phục, mong đại nhân thứ lỗi. Sa Căng nói, không sao. Doanh vô thường nói, trong nhà xuất hiện một tên phản nghịch, cấu kết với đại viêm, nên thần đã giết chết. Sa Căng nói, theo luật pháp đại càng, gặp phải loại chuyện phản quốc này, ai cũng có thể giết chết. Nhưng lần sau chú ý, vẫn nên giao cho nha môn xử lý. Doanh vô thường nói, thần hiểu rồi. Triệu Lâm nói, thần tuổi già sức yếu, không giết nổi người, nên đã bảo hắc thủy đài xử lý, bắt giữ hơn 10 người, gần đây càng kinh thật sự rất loạn. Doanh vô thường nói, trong nhà triệu đại nhân cũng có người cấu kết với viêm kinh sao, Triệu Lâm nói, người nhà họ hàng nhiều, khó mà tránh khỏi. Sau đó mọi người không nói đến chuyện này nữa, bắt đầu công việc bận rộn, giống như chuyện vừa rồi chỉ là vài câu chuyện phím trước khi làm việc mà thôi. Lát sau, Cừu Yêu Nhi, Nhậm Thiên Khiếu, Tô Nang bước vào Thượng Thư Đài. Thân Vương, tin đồn Cự Long sắp tấn công ngày càng nghiêm trọng, lòng người càng kinh hoang mang, vô số người lại chuẩn bị chạy trốn, rời khỏi càng kinh, người ngựa chen chúc kéo dài mười mấy dặm, đông nghịch không thấy điểm cuối. Tô Nang nói: "Hiện tại, 20 vạn quân của chúng ta đang canh giữ các cửa thành, ngăn cản người dân bỏ chạy, tiếng khóc than vang trời, thậm chí còn có kẻ hối lộ tướng sĩ canh cổng, xin hỏi nên xử lý như thế nào?" Sa Căng nói: "Ước chừng có bao nhiêu người tập trung trên đường lớn, chuẩn bị chạy trốn?" Tô Nang nói: "Hiện tại ước chừng có mười mấy vạn người, càng ngày càng đông." Sa Căng nói: "Mở cửa thành, để cho bọn họ rời đi." Tô Nang nói: "Tuân lệnh." lúc này phía sau bốn cửa thành lớn của càng kinh, người đông nghìn nghịch. Hơn 10 vạn người đang dọn dẹp hành lý, chuẩn bị chạy trốn. Quân gia ơi, chúng nhân không phải chạy trốn, chúng nhân chỉ về quê nghỉ hè thôi. Nói dối trắng trợn, đã là tháng 8 rồi, còn tránh nắng cái gì nữa, vị tướng quân này, nhà họ mong chúng nhân phải về quê gấp để chịu tan, không dám trì hoãn, xin ngài cho đi. Mọi người đều viện đủ loại lý do, nào là về quê chịu tan, nào là về quê cưới vợ, đủ loại lý do trên đời. Nhưng tướng sĩ canh cổng vẫn làm ngơ. Cuối cùng, có người không nhịn được nữa, hét lớn, cự long sắp đến rồi, muốn hủy diệt cả càng kinh, các ngươi muốn chết ở đây thì cứ việc, chúng ta không muốn, mau mở cửa thành, để chúng ta đi, để chúng ta đi. Đúng vậy, các vị tướng quân, càng kinh sắp diệt vong rồi, các ngươi đi cùng chúng ta đi. Vô số người bị chặn ở cửa thành, vừa kêu gào, vừa khóc lóc, vừa mắng chửi. Trời ơi, chúng tôi sống yên ổn ở Càng Kinh, tại sao cứ phải ép chúng ta như vậy chứ? Đúng vậy, trước đây Càng Kinh yên bình biết bao, đổi triều đổi đại làm gì, mọi người không dám nói thẳng, nhưng ý tứ rất rõ ràng, trước kia khi doanh nghiệm cai trị Càng Kinh, cuộc sống yên ổn biết bao. Từ khi thẩm lãng chiếm Càng Kinh, ba ngày hai bữa lại bị kinh sợ, động một tí là phải đối mặt với tai họa ngập đầu lúc này cựu yêu nhi cưỡi cự tích từ trên trời đáp xuống đến trước mặt đám đông ta chỉ nói hai câu câu đầu tiên đại càng có năng lực bảo vệ vạn dân càng kinh câu thứ hai các ngươi muốn đi thì cứ việc đi chúng ta không giữ nhưng sau khi đi sẽ không còn là dân đại càng nữa sau này sẽ không thể quay về nói xong cựu yêu nhi giơ lệnh bài thượng thư đài và xu mật viện lên nói mở cửa thành lập tức bốn cửa thành càng kinh đồng loạt mở ra dòng người như thủy triều tuôn ra, chen chúc nhau chạy trốn khỏi càng kinh. Những người này ngay từ đầu đã không ưa thẩm lãng, trong cuộc xoán ngôi giữa thẩm lãng và doanh nghiễm, đại đa số bọn họ đều ủng hộ doanh nghiễm. Sau khi thẩm lãng chiếm được càng kinh, không hề có bất kỳ hành động lấy lòng dân, ngược lại còn cắt giảm phúc lợi của bọn họ, tăng thuế má, căn bản không có ý định thu phục lòng người. Mà đối với thành an viễn ở biên giới, thẩm lãng lại hạ chỉ miễn thuế 3 năm, bởi vì trong cuộc bỏ phiếu đại biểu, Thành An Viễn nhất trí ủng hộ thẩm lãng, dù người đi nghe diễn thuyết lúc đó chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Hành vi này càng khiến cho các thương nhân và sĩ phu ở càng kinh phẫn nộ. Lúc này, cuối cùng cũng đã chạy ra khỏi càng kinh, chạy một mạch hơn 10 dặm, mọi người mới dừng lại, quay đầu nhìn về phía càng kinh. Cuối cùng cũng đã chạy thoát, thoát khỏi địa ngục trần gian này. Chờ đến khi cự long đến tấn công, tràng kinh sẽ trở thành đống hoang tàn, tất cả mọi người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đi, đi đại viêm, đi đại viêm. Theo tiếng hô gọi của nhiều người, đám người chạy trốn khỏi tràng kinh, liều mạng chạy về phía đại viêm. Lần trước, khi trăm vạn quân của đại viêm uy hiếp tràng kinh, đã có rất nhiều người chạy trốn đến đại viêm, kết quả là tất cả đều thuận lợi trở thành dân chúng của đại viêm. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng có chút ấy nấy, bởi vì Đại Viêm và họ có mối thù máu sâu nặng, hơn 30 năm trước, quân đội Đại Viêm đã xâm lược Càn Quốc, tàn sát bừa bãi, gây ra nợ máu chồng chất. Cho nên ban đầu, bọn họ muốn chạy trốn đến các nước chư hầu khác, nhưng sau đó lại nghe tin, những người chạy trốn đến các nước chư hầu nhỏ bé đều bị chèn ép, tài sản bị cướp bóc, ngược lại những người chạy trốn đến Đại Viêm lại được sống yên ổn. Cho nên lần này, bọn họ đều chạy trốn đến Đại Viêm, coi như bỏ phiếu bằng chân. Mối thù máu hơn 30 năm trước, cứ để cho nó trôi theo dòng nước, con người không thể sống trong thù hận, phải không? Càng không thể giống như Thẩm Lãng, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, luôn miệng nói thiên hạ không thù, không giống một vị hoàng đế, một người như vậy, có xứng đáng làm vua hay không, nỗi sợ hãi có thể lây lan. Khi thời hạn 10 ngày đến gần, người dân càng kinh càng thêm hoang mang lo sợ. Giống như cự long của Đại Viêm đang ở ngay gần đó, chỉ cần đến lúc sẽ lập tức bay đến bầu trời càng kinh giáng xuống đòn hủy diệt thượng thư đài và xu mật viện của đại càng ra sức trấn an dân chúng dán vô số tờ rơi tuyên bố đại càng có năng lực bảo vệ người dân có năng lực bảo vệ từng tất đất của đại càng không sợ bất kỳ cuộc tấn công nào sa căng tô nang danh vô thường triệu lâm cũng liên tục xuất hiện trước công chúng tuyên bố sẽ không rời khỏi càng kinh nửa bước tin tưởng bệ hạ thẩm lãng nhất định có thể bảo vệ càng kinh Thế nhưng mặt khác, cửa thành vẫn luôn mở, không hề ngăn cản những người muốn chạy trốn. Cứ như vậy, người chạy trốn càng ngày càng đông. Lần trước càng kinh gặp nguy hiểm, đã có 20 vạn người chạy trốn, vốn dĩ sẽ nhiều hơn nhiều. Kết quả là hai cây long chi hối tầm xa của thẩm lãng đã buộc viêm kinh thỏa hiệp, nên làn sóng chạy trốn khỏi càng kinh mới dừng lại. Sau khi 20 vạn người chạy trốn, càng kinh vẫn còn gần 1 triệu dân, đây là một tòa thành trì cực kỳ lớn, mà lần này, lại hoàn toàn mở cửa cho họ chạy trốn. Bảy ngày sau, dân số càng kinh đã giảm đi một nửa, hơn 50 vạn người đã chạy trốn. Tinh đồn cự long đến tấn công chỉ còn 3 ngày, nhưng lượng người chạy trốn đã giảm đi rất nhiều. Trong số một nửa dân số còn lại, sau khi quan sát tình hình, đã lựa chọn ở lại càng kinh. Thứ nhất là bởi vì tin tưởng đại càng, tin tưởng thẩm lãng. Thứ hai là bởi vì phần lớn trong số này đều là người nghèo, ngôi nhà ở Càng Kinh là toàn bộ tài sản của họ, là cơ nghiệp do tổ tiên để lại, một khi rời khỏi, dù đi đến đâu, họ cũng phải bắt đầu lại từ đầu, tay trắng làm nên. Vào ngày thứ 8, quan phủ đại càng bắt đầu mở kho cứu đói, bất kể giàu nghèo, mỗi người dân ở lại Càng Kinh đều có thể nhận được một cân lương thực mỗi ngày, cho đến khi nguy hiểm kết thúc. Chạy trốn không chỉ có người dân Càng Kinh, mà còn có người dân của các tỉnh khác thuộc đế quốc Đại Càng, hơn một triệu người đã vượt biên, tràn vào lãnh thổ của Đại Viêm. Bọn họ lập tức được quan phủ của đế quốc Đại Viêm chào đón, quan viên của bốn tỉnh, hơn 10 quận đã được huy động, tổ chức tiếp nhận những người tị nạn này của Đại Càng. Việc bố trí nhà cửa và ruộng đất là không thể ngay lập tức, trước tiên bọn họ tạm thời ở trong lều trại, hoặc trong các doanh trại tạm thời. Đây chính là trại tị nạn của Đại Viêm, trước tiên tiến hành đăng ký cho những người này, sau đó căn cứ vào thân phận địa vị, công danh và tài sản của mỗi người để sắp xếp nhập tịch. Nhưng ít nhất là trong vòng 2 tháng, họ phải sống trong những doanh trại tạm thời này. Thời hạn 10 ngày theo tin đồn đã đến. Trong doanh trại tạm thời ở biên giới Đại Viêm, những người đầu tiên chạy trốn khỏi Tràng Kinh đã được bố trí ổn thỏa, đang chờ đợi sắp xếp. Mọi người đều ngước nhìn bầu trời. Trong số những người chạy trốn đầu tiên này, có rất nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu, thậm chí có rất nhiều gia đình giàu có, cho dù chạy trốn, bọn họ cũng mang theo rất nhiều vàng bạc. Bởi vì khi thẩm lãng chiếm được càng kinh, không hề cướp bóc, cho nên tài sản của những người này vẫn được bảo toàn. Bỗng nhiên có người hỏi, Lâm Lão tiên sinh, ông nói xem cự long có tấn công càng kinh không? Câu hỏi này lập tức khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng những người chạy trốn. Chúng ta chạy trốn khỏi càng kinh, bỏ lại nhà cửa ruộng vườn, không mang theo được tài sản, tất cả đều bị bỏ lại. Nếu cự long không hủy diệt càng kinh, chẳng phải chúng ta chạy trốn uổng công sao? Đúng vậy, chúng ta đã hy sinh nhiều như vậy, không thể nào uổng phí được. Chúng ta đi tìm quan viên đại viêm, yêu cầu họ tâu lên hoàng đế, nhất định phải phái cự long hủy diệt càng kinh. Lời vừa dứt, mọi người im lặng, nhìn chầm chầm vào người này. Lời này thật sự quá tà nhẫn, dù sao trong càng kinh vẫn còn mấy trăm ngàn người, nếu cự long hủy diệt càng kinh, chẳng phải mấy trăm ngàn người đó sẽ chết hết sao, người nọ lạnh lùng nói ra tiếng lòng của mình, nếu cự long không hủy diệt càng kinh thì làm sao chứng minh chúng ta chạy trốn là đúng làm sao chứng minh sự lựa chọn của chúng ta là sáng suốt kỳ thực hoàng đế đại viêm chắc là sẽ không để cho cự long hủy diệt càng kinh dù sao ngài ấy cũng là hoàng đế của phương đông mà càng kinh hiện tại vẫn nằm trong bản đồ đại viêm viêm kinh thừa nhận đại càng nhưng chưa bao giờ thừa nhận danh hiệu đế quốc của đại càng có người nhỏ giọng nói cho nên trên danh nghĩa của đại viêm càng kinh vẫn thuộc về lãnh thổ của đại viêm nếu để cho Cự Long tấn công, chẳng khác nào dùng Long chi hối hủy diệt càng kinh, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bệ hạ. Lời vừa dứt, mọi người đều cảm thấy rất có lý. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta chạy trốn uổng công rồi? Có người run rẩy nói, hoàng đế là người nắm giữ thiên mệnh, nên ra tay dứt khoát, sao có thể do dự, được làm vua thua làm giặc, để tiêu diệt kẻ thù, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng ngài ấy sẽ không nhân từ nương tay, nhất định phải phái cự long hủy diệt càng kinh, hủy diệt thành nộ triều, hủy diệt đế quốc đại càng, chém thẩm lãng thành trăm mảnh, như vậy mới xứng đáng là hoàng đế đại viêm vô địch thiên hạ. Yên tâm đi, cho dù cự long không phun lửa thiêu rụi càng kinh, cũng sẽ bay thấp trên không trung, tạo ra lửa và động đất, giáng xuống càng kinh một đòn chí mạng, như vậy cũng không vi phạm đạo nghĩa, bởi vì cự long không hề tấn công, chỉ là bay qua càng kinh mà thôi như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Giết chết những kẻ ở lại càng kinh, thiêu chết bọn chúng, thiêu chết sa tăng, thiêu chết cừu yêu nhi, thiêu chết tô nang, cự long của đại viêm, ngươi nhất định phải tấn công càng kinh. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, vô số lều trại bị lật tung, rất nhiều doanh trại cũng bị sập. Một luồng gió nóng rực thổi qua, giống như muốn thiêu đốt da thịt trên bầu trời vang lên tiếng gầm rú đinh tai nhức óc mọi người ngẩng đầu nhìn lên một con cự long khổng lồ che khuất cả bầu trời đang bay qua lập tức vô số tiếng kinh hô vang lên cự long là cự long là cự long của đại viêm nó đang bay đến càng kinh nó muốn hủy diệt càng kinh đại viêm vạn tuế cự long vạn tuế mau đến càng kinh mau đến càng kinh có người la hét hận không thể để cự long lập tức đến càng kinh tiến hành cuộc tấn công hủy diệt, nhưng đại đa số những người chạy trốn lại có tâm trạng phức tạp, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy cự long của đại viêm, hơn nữa còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng rất nhiều, cho nên bọn họ càng thêm kiêu ngạo về sự lựa chọn của mình, chạy trốn khỏi càng kinh là hoàn toàn chính xác. Thế nhưng, nhân tâm là thứ phức tạp nhất, đối mặt với tai họa sắp giáng xuống càng kinh, bọn họ vẫn không khỏi cảm thấy thương xót, im lặng không nói nên lời. Cự long của đại viêm tiếp tục bay về phía nam, bay tới càng kinh. Trên đường đi, vô số người dân đại viêm quỳ rạp xuống, hô vang vạn tuế. Rất nhanh, cự long của đại viêm đã bay qua biên giới, tiến vào không phận đại càng. Người dân đại càng nhìn thấy cự long trên bầu trời, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Thời hạn 10 ngày đã đến, cự long của đại viêm đã đến thật, nó thật sự muốn hủy diệt càng kinh. Bệ hạ thẩm lãng, ngài đã nói sẽ bảo vệ chúng ta, ngài đã nói sẽ bảo vệ từng tất đất của đại càng, vậy bây giờ ngài đang ở đâu, thẩm lãng không thể để cự long đi hủy diệt viêm kinh, đạo lý cũng giống như hoàng đế đại viêm, không thể dùng cự long đi hủy diệt càn kinh, mặc dù đại viêm không biết thẩm lãng cũng có cự long. Cho nên, việc cự long của đại viêm đến càn kinh, là một màn thị uy, không chỉ là đối với đế quốc đại càn, mà còn là đối với tất cả các nước trên thiên hạ. Đương nhiên, không hủy diệt càng kinh, không có nghĩa là không tiến hành công kích trí mạng, trên thực tế, căn bản không cần cự long phun lửa, chỉ cần cự long biến thành trạng thái thiêu đốt, sau đó bay qua bầu trời càng kinh ở độ cao vài trăm mét, như vậy cũng đã đủ đáng sợ rồi. Ở vô lơn, khi cự long bay qua, rừng cây lập tức bị thiêu rụi thành thang, ngay cả đá cũng bị nung đỏ. Chỉ cần cự long lượn vài vòng trên bầu trời càng kinh, cũng đủ để thiêu rụi gần nửa càng kinh, những kẻ giàu có quyền thế, có thể trốn xuống hầm trú ẩn để tránh nạn, còn dân chúng bình thường, chỉ có thể phó mặc cho số phận, cầu nguyện cự long không bay qua đầu của mình. Càng kinh dựa lưng vào một ngọn núi cao, được gọi là Đại Càng Sơn, sau khi cự long lượn quanh Càng Kinh, sẽ phun lửa thiêu đốt Đại Càng Sơn trong phạm vi 100 dặm, từ độ cao 2.000 mét so với mực nước biển, tất cả sẽ bị phá hủy. Tuy Đại Càng Sơn không phải là quốc sơn của đế quốc Đại Càng, nhưng cũng không kém bao nhiêu, một nửa ngọn núi bị phá hủy, đủ để chấn động thiên hạ sau khi giáng xuống càng kinh một đòn công kích chí mạng cự long sẽ tiếp tục tuần du bay qua bầu trời tất cả các quốc gia trên thiên hạ mục đích chính là muốn cho cả thiên hạ biết hoàng tộc cơ gia mới là người nắm giữ thiên mệnh hơn hai mươi ngày trước khi nghe tin hoàng đế đại viêm xuất quan thẩm lãng lập tức cảm thấy bất an theo như tính toán trước đó hoàng đế đại viêm phải còn năm tháng nữa mới xuất quan cơ mà tiểu công chúa khương ninh tính toán không thể nào sai được Thẩm Lãng cũng đã xem qua những công thức tính toán của muội ấy, dựa vào sự thay đổi nhịp tim của Cự Long, ít nhất cũng phải còn 5 tháng nữa. Tại sao hoàng đế lại xuất quan sớm? Hơn nữa khi xuất quan, hoàng đế chỉ xuất hiện một mình, không có Cự Long bay lên trời, nhưng Thẩm Lãng không hề xem nhẹ, lập tức nghĩ cách đối phó. Đầu tiên, hắn một lần nữa đi gặp Yêu mẫu, muốn biết tung tích của Vũ khí Tà Dương, nhưng Yêu mẫu thề độc, thề với trời đất, thề với biển cả, rằng nàng thật sự không biết vũ khí tà dương ở đâu. Thẩm lãng đành phải gác lại ý định tìm kiếm vũ khí đồ long của đế quốc Lost, bởi vì đã không còn kịp nữa. Một khi xuất quan hoàng đế đại viêm, nhất định sẽ phải thị uy thiên hạ, cho dù cự long chỉ bay đến không phận đế quốc đại càng, cũng là một tổn thất to lớn. Nhưng hiện tại, thẩm lãng vẫn chưa chuẩn bị xong cho trận quyết chiến, cự long của đại viêm chắc chắn đã trưởng thành hơn, hoàng đế cũng đã lĩnh ngộ rồng sâu sắc hơn. Tuy nhiên, chỉ cần cự long của đại viêm xâm phạm lãnh thổ của đại càng, thẩm lãng nhất định phải phản kích. Tuy đối với người dân đại càng mà nói, chỉ cần cự long của thẩm lãng xuất hiện là có thể khiến cho thiên hạ chấn động, vạn dân cuồng nhiệt, cho dù thua trận này cũng không sao cả. Nhưng đối với thẩm lãng, chỉ có thể thắng, không được thua, mà hắn lại không có vũ khí đồ long của đế quốc Lost, phải làm sao đây, thẩm lãng đã nghĩ ra rất nhiều cách, thậm chí còn thức trắng đêm để cải tiến một số cây long chi hối giả. Loại long chi hối giả này cũng có thể nổ, chỉ là uy lực kém xa long chi hối thật, mà điều quan trọng nhất là bên trong có chứa uranium. Nói một cách trực tiếp hơn, hắn đã chế tạo ra một số quả bom bẩn. Nhưng thứ này ô nhiễm quá nặng, không phải vạn bất đắc dĩ, thẩm lãng thật không muốn sử dụng nó. Cuối cùng, thẩm lãng đành phải chuyển hướng sang một thứ khác, đó chính là địa ngục hồn châu, mặc dù hắn cũng không muốn làm như vậy cự long đã nói rất rõ ràng với thẩm lãng ngay cả nó cũng cảm thấy khó chịu với viên hồn châu này điều này giống như là sự tương khắc hơn một ngàn quỷ hồn bên trong viên hồn châu này chẳng là gì cả quan trọng là nó được tạo thành từ lực lượng của tinh thể địa ngục thứ đó có thể khiến cả biển dung nham nóng chảy đóng băng mà năng lượng của biển dung nham ở thành hỏa viêm còn mạnh hơn cả núi lửa olympia điều đáng sợ là toàn bộ đại lục cực bắc bị đóng băng dường như cũng có liên quan đến tinh thể địa ngục đương nhiên thứ ở đại lục cực bắc có cấp bậc cao hơn càng đáng sợ hơn nhưng dù sao cự long của đại viêm cự long của thẩm lãng đều tượng trưng cho hỏa diễm mà viên địa ngục hồn châu này lại tượng trưng cho năng lượng băng hàng cho nên viên địa ngục hồn châu này có uy lực nhất định đối với cự long nhưng làm sao để phát huy uy lực của nó không thể nào ném nó vào miệng cự long để nó nổ tung trong đó chứ vì vậy trong khoảng thời gian này, thẩm lãng đã dốc hết tâm huyết, tranh thủ từng giây từng phút, để suy nghĩ về vấn đề này. Hắn đã thử một phương án, xem có thể khảm viên địa ngục hồn châu này lên long chi kiếm, sau đó phóng ra vòng xoáy năng lượng hay không. Ý tưởng này rất sai lầm, cứ như là đang chơi trò chơi vậy, còn có thể khảm ngọc lên vũ khí nữa sao, quan trọng nhất là, nguồn năng lượng của thẩm lãng là từ long hạch tâm, mà vũ khí của hắn là long chi kiếm, đều có liên quan đến rồng, Vốn tương khắc với viên hồn châu này, muốn kết hợp chúng lại với nhau để phát huy tác dụng, theo lý thuyết là hoàn toàn không thể. Thế nhưng sau khi thử nghiệm sơ bộ, Thẩm Lãng phát hiện viên địa ngục hồn châu này không hề bài xích năng lượng của Long Hạch Tâm. Điều này thật kỳ lạ, năng lượng của Long Hạch Tâm của hắn không có thuộc tính rõ ràng, không giống như con cự long của hắn, thuần túy thuộc tính hỏa. Hơn nữa, ý tưởng của hắn dường như có thể thực hiện được viên địa ngục hồn châu này thật sự có thể gắn lên long chi kiếm, vòng xoáy năng lượng phóng ra trong trường hợp này, quả thực có sự thay đổi, sẽ mang theo năng lượng của viên địa ngục hồn châu. Thế nhưng thẩm lãng không dám thử, bởi vì hắn cảm nhận được sự nguy hiểm. Năng lượng của viên địa ngục hồn châu này đang sôi sục, giống như đang cố gắng dụ dỗ thẩm lãng. Khi thẩm lãng tập trung năng lượng để tạo ra vòng xoáy, cần phải sử dụng tinh thần lực mạnh mẽ, để kết hợp năng lượng mà tạo thành vòng xoáy, lúc này linh hồn của hắn sẽ hoàn toàn tham gia vào quá trình này khi hắn chuẩn bị tập trung tạo ra vòng xoáy năng lượng phóng thích tinh thần lực năng lượng tinh thần kỳ lạ bên trong viên địa ngục hồn châu lại cố gắng xâm nhập vào đầu của thẩm lãng điều này rất đáng sợ bởi vì không ai biết hậu quả sẽ thế nào thẩm lãng cảm thấy thứ này vốn dĩ đã tà ác nếu không thì làm sao khiến cả biển dung nham đóng băng làm sao có thể hủy diệt hoàn toàn đại lục cực bắc nhưng có những lúc tình thế không cho phép con người lựa chọn một tháng sau khi hoàng đế xuất quan cự long bay lên trời lúc đó thẩm lãng biết rằng thời gian để suy nghĩ không còn nhiều nữa quả nhiên không lâu sau cự long của đại viêm đã tiến về phía nam đây tuyệt đối là thời khắc đáng sợ nhất của đế quốc đại càng sau khi cự long của đại viêm bay vào lãnh thổ của đại càng nó không còn che giấu năng lượng của mình nữa vẫy rồng vốn đen nhánh ngày càng đỏ rực năng lượng tỏa ra từ cơ thể càng ngày càng mãnh liệt cho dù đang bay ở độ cao vạn trượng cơn bão thổi qua cũng nóng rực như lửa. Do bay đủ cao, nên chưa thiêu đốt hoàn toàn, nên mặt đất vẫn chưa bị cháy, nhưng những nơi cự long đi qua, tất cả cây cối đều héo úa, trong quỹ đạo bay của nó, không khí cực nóng, đến mức không thể thở nổi, muốn ngất xỉu. Đây thật sự là một con quái vật hủy diệt thế giới. Cự long của đại viêm bay càng lúc càng nhanh, cuối cùng đạt đến tốc độ 1.000m mỗi giây. Từ biên giới đến càng kinh, hơn 2.000 dặm, chỉ cần chưa đến 20 phút. Từ rất xa, vạn dân càng kinh đã nhìn thấy con cự long bốc lửa đang bay tới. Tuyệt vọng và sợ hãi vô tận, vô số người bắt đầu hối hận, lẽ ra mình phải chạy trốn khỏi càng kinh, chạy trốn khỏi đế quốc đại càng sớm hơn, nếu không thì sẽ không gặp phải tai họa ngập đầu như ngày hôm nay. Một khi cự long của đại viêm bay vào càng kinh, chắc chắn sẽ là một biển lửa, vô số người sẽ chết thảm, chết không có chỗ chôn bệ hạ thẩm lãng, ngài đã từng tạo ra vô số kỳ tích, cho nên chúng ta đã lựa chọn tin tưởng ngài, ở lại càng kinh. Mà lần này, có lẽ kỳ tích của ngài đã không còn hiệu lực nữa. Bởi vì, cự long của đại viêm thật sự quá đáng sợ, chúng ta không thể tưởng tượng được, thứ gì có thể ngăn cản nó hủy diệt càng kinh. Trong Càng cung, Sa Căng, Tô Nang, Danh Vô Thường, Triệu Lâm đều ngẩng đầu nhìn cự long của đại viêm đang bay tới từ phía bắc doanh vô thường và triệu lâm run rẩy gần như không đứng vững tô nang ở bên cạnh đột nhiên cười nói triệu đại nhân doanh công tử có lẽ bây giờ các ngươi muốn thay đổi lập trường cũng đã muộn rồi cự long của đại viêm chắc chắn sẽ không nể mặt ai một khi bắt đầu tấn công e rằng tất cả đều sẽ hóa thành cho bụi doanh vô thường run rẩy nói tô nang đại nhân ngài ngài đang nói đùa sao triệu lâm vốn đã rất sợ hãi gần như muốn ngã quỵ xuống đất nhưng lão không còn lựa chọn nào khác, bởi vì lúc trước, để bảo toàn tính mạng, lão đã đái lên thánh chỉ của hoàng đế đại viêm, còn nhổ nước bọt vào mặt liêm thân vương, dù đầu hàng đại viêm, lão cũng không sống nổi. Thế nhưng, đối mặt với cự long của đại viêm, lão thật sự không còn một chút ý chí phản kháng nào, không dám ôm một tia hy vọng nào. Cho nên trong đầu lão chỉ có một suy nghĩ, tuy ta không muốn làm một trung thần, nhưng bây giờ ta cũng chỉ có thể chết cùng với càng kinh. Thế nhưng khi nghe thấy Tô Nang còn tâm trạng nói đùa, lão lại nhen nhóm một tia hy vọng. Sa Căng và Tô Nang bình tĩnh như vậy. Chắc chắn bọn họ biết điều gì đó, bệ hạ thẩm lãng có thể cứu càng kinh sao. Bệ hạ thẩm lãng có cách đối phó với cự long. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Nhưng dù có vắt óc suy nghĩ, Triệu Lâm cũng không thể nào tưởng tượng được thẩm lãng sẽ dùng cách nào để làm được điều đó đây chính là sức mạnh tối thượng được ghi chép trong điển tịch thượng cổ là thần thú hủy diệt thế giới nhưng rất nhanh triệu lâm lại có một suy nghĩ mới ta không nghĩ ra được là chuyện bình thường nếu ta có thể nghĩ ra thì còn gọi gì là kỳ tích nữa chứ đi thôi tiếp tục làm việc còn rất nhiều việc phải làm sa căng thản nhiên nói sau đó bước vào trong phòng mà lúc này cự long của đại viêm đã sắt bay đến càng kinh cả chân trời như bị thiêu đốt ánh sáng của nó gần như trở thành một mặt trời thứ hai. Toàn bộ càng kinh đều cảm nhận được sức nóng khủng khiếp, cảm nhận được khí tức hủy diệt. Ngay sau đó, mặt đất càng kinh bắt đầu rung chuyển, tất cả nhà cửa đều rung lắc. Ngọn lửa trên người cự long của đại viêm ngày càng mãnh liệt. Quả không hổ danh là sức mạnh tối thượng, nó còn chưa đến, nhưng khí tức hủy diệt đã bao trùm cả càng kinh. Vô số người cuối cùng cũng từ bỏ hy vọng, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến chờ đợi sự hủy diệt đến mà vào giây phút cuối cùng trong lòng một số người lại trở nên thanh thản bệ hạ thẩm lãng chúng ta không trách ngài tất cả đều là do chúng ta lựa chọn tất cả đều là do trời cao an bài muốn cho chúng ta chết cùng càng kinh vậy thì cứ chết thôi càng kinh là một tòa thành vĩ đại đã huy hoàng mấy trăm năm nếu khi nó bị hủy diệt mà không có ai đi theo chẳng phải sẽ rất cô đơn sao cứ như vậy hóa thành cho bụi có lẽ cũng không đau đớn gì rất nhanh sẽ kết thúc mà đúng lúc này bỗng nhiên có người hô to nhìn 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 phía đông kìa đó là cái gì lại lại là một con rồng mau tát ta một cái đi chắc chắn ta bị hoa mắt rồi chắc chắn ta đang bị ảo giác sao lại có thêm một con rồng nữa chờ mãi mà không có ai tát mình thế là người này tự tát mình một cái thế nhưng con rồng đang bay tới từ phía đông không những không biến mất ngược lại càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng khổng lồ không chỉ có gã nhìn thấy mà tất cả mọi người đều nhìn thấy một con cự long khác đang bay đến từ phía đông mọi người im lặng như tờ hoàn toàn không thể tin vào mắt của mình lát sau có người nhỏ giọng hỏi cái đó cái đó đó là cự long của đại càng chúng ta sao bệ hạ thẩm lãng cũng có cự long từ khi nào vậy sao ta lại không biết đó là cự long của bệ hạ thẩm lãng hả? Không thể tưởng tượng được, không thể tin được, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Đại viêm có cự long, đại càng của chúng ta cũng có, chẳng lẽ đại viêm có hai con cự long, một con tấn công càng kinh từ phía đông, một con tấn công từ phía bắc, mà đúng lúc này, hàng ngàn tinh binh đóng tại càng cung, bay lên trời, lớn tiếng hô to, đế chủ đại càng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, bệ hạ thẩm lãng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế lúc này mọi người mới xác định đây đây thật sự là cự long của đại càng bệ hạ thẩm lãng đã đến hơn nữa còn cưỡi cự cử long đến ngài ấy đã làm được lại một lần nữa làm được ngài ấy đã nói sẽ cứu càng kinh ngài ấy thật sự đã đến ngay sau đó càng ngày càng nhiều người quỳ xuống hô vang vạn tuế đại càng vạn tuế bệ hạ thẩm lãng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế mấy vạn người mười mấy vạn người cuối cùng là mấy chục vạn người đồng loạt quỳ xuống hô vang bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể diễn tả được sự kích động và cuồng nhiệt sự tự hào và vinh dự trong lòng họ đại viêm có cự long đại càng của chúng ta cũng có cự long chẳng phải điều này có nghĩa là bệ hạ thẩm lãng của chúng ta cũng là người nắm giữ thiên mệnh sao triệu lâm và doanh vô thường cuối cùng cũng không nhịn được nữa lại chạy ra khỏi cung sau đó hai người cũng nhìn thấy con cự long đang bay tới từ phía đông lập tức nước mắt triệu lâm trào ra quỳ rạp xuống đất gào khóc bệ hạ bệ hạ của chúng ta là chân long thiên tử bệ hạ thẩm lãng của chúng ta mới là người nắm giữ thiên mệnh mọi người xung quanh nhìn triệu lâm lão nhân gia này diễn xuất cũng quá đạt rồi nhưng lúc này triệu lâm không hề diễn xuất mà là phát ra từ tận đáy lòng bởi vì lão không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể quy phục thẩm lãng, hiện tại thẩm lãng cưỡi cự long đến, chứng tỏ sự lựa chọn của lão là chính xác, gia tộc của lão vẫn có thể tiếp tục truyền thừa. Mà nói một cách thẳng thắn hơn, Triệu Lâm cảm thấy lúc này cho dù chết cùng càng kinh cũng không sao cả, dù sao lão cũng đã hơn 80 tuổi, trước đó lão đã liều mạng đưa mấy đứa cháu nội đến thành nộ triều học tập. Lão còn cảm thấy, trong trận chiến cự long này, dù bệ hạ thẩm lãng thua cũng không sao cả không thậm chí chỉ cần bệ hạ thẩm lãng cưỡi cự long xuất hiện sau đó lập tức rút lui là được rồi càng kinh có bị hủy diệt cũng không sao chỉ cần để cho mọi người nhìn thấy cự long của bệ hạ thẩm lãng hy vọng của đế quốc đại càng vẫn còn vậy thì triệu lâm sẽ không bị tru di cửu tộc đây không chỉ là suy nghĩ của triệu lâm mà còn là suy nghĩ của rất nhiều người dân càng kinh trước nguy cơ hủy diệt một số người đương nhiên run sợ tuyệt vọng nhưng cũng có một số người lại có suy nghĩ rất lạc quan khi thẩm lãng cưỡi cự long xuất hiện rất nhiều người đã cảm thấy mãn nguyện bệ hạ thẩm lãng không hề bỏ rơi càng kinh ngài ấy thật sự đã đến cứu như vậy là đủ rồi đủ rồi chúng ta vốn là những người dân thấp cổ bé họng ở càng kinh ban đầu đã tuyệt vọng bây giờ bệ hạ thẩm lãng đã đến cứu chúng ta điều này chứng tỏ trong lòng ngài ấy có chúng ta cho dù chết cũng không hối tiếc thậm chí còn có người cảm thấy bệ hạ thẩm lãng tốt nhất nên lập tức cưỡi cự long rời đi, đừng nên mạo hiểm. Chỉ trong khoảnh khắc thẩm lãng cưỡi cự long xuất hiện trên bầu trời càng kinh, ngài ấy đã nhận được sự quy phục và sùng bái của mấy chục vạn người, hơn nữa sự quy phục này gần như là vĩnh cử. Từ giây phút này trở đi, hơn 50 vạn người dân càng kinh còn lại cũng sẽ giống như người dân Việt Kinh, người dân sở quốc, trung thành tuyệt đối với đế quốc đại càng. Cự long của đại viêm sau khi phát hiện ra cự long của thẩm lãng, lập tức dừng lại. Hai con cự long cách nhau vài trăm dặm, nhìn nhau chằm chằm. Thật sự có một loại cảm giác như đang chứng kiến cuộc đối đầu thế kỷ. Cương gia và cơ gia, chỉ có một bên có thể trở thành bá chủ phương đông. Mà ánh mắt của hai con cự long này cũng giống như vậy, cả phương đông này, chỉ được có một con cự long thống trị bầu trời. Thẩm lãng gầm lên, cự long của đại viêm, chúng ta ra ngoài khơi quyết đấu, thế nào, nhờ có máy khuếch đại âm thanh bằng đá ác mộng, cho nên tiếng gầm của thẩm lãng vang vọng khắp bầu trời hai con cự long giao chiến sẽ khủng khiếp đến mức nào hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nhưng có thể khẳng định là tất cả thành trì tất cả mọi thứ trong khu vực giao chiến đều sẽ bị hủy diệt thậm chí còn khủng khiếp hơn cả việc cự long trực tiếp công kích phá hủy một khi giao chiến trên bầu trời càng kinh thì cả càng kinh sẽ không còn tồn tại cho nên phải ra ngoài khơi nói xong thẩm lãng cưỡi cự long bay về phía đông Lát sau cự long của Đại Viêm cũng đuổi theo. Trên mặt đất, vô số người dân càng kinh bỗng nhiên quên đi nỗi sợ hãi, cũng chạy về phía đông. Tuy bọn họ không giúp được gì, nhưng có thể họ reo cổ vũ cho Bệ hạ Thẩm Lãng, thời khắc mấu chốt, hy sinh cũng không tiếc. Nhưng đây chỉ là ảo tưởng, cự long bay nhanh đến mức nào? Cự long của Thẩm Lãng bay thẳng lên độ cao mấy vạn mét, ẩn mình trên tầng mây. Cự long của Đại Viêm cũng bay lên độ cao mấy vạn mét, hai con cự long bay càng lúc càng nhanh từ càng kinh đến biển rộng hơn vạn dặm chỉ chưa đầy hai giờ đã bay đến nơi nhưng vẫn chưa đủ xa thẩm lãng tiếp tục bay về phía đông cho đến khi cách lục địa phương đông hai ngàn dặm mới dừng lại sau đó hai con cự long cách nhau trăm dặm lại một lần nữa giằng co ý chí chiến đấu của cả hai bên không ngừng tăng cao ngưng tụ ngưng tụ đến cực điểm phục phục Cả hai bên điên cuồng tấn công. Trong nháy mắt, giống như vô số cây long chi hối phát nổ. Hai luồng long diễm va chạm vào nhau. Ánh sáng bùng phát, sáng hơn mặt trời gấp vô số lần. Ầm, 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 tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ không gian trong phạm vi vạn trượng đều bị long diễm nuốt chửng. Gần như trong nháy mắt, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi, trực tiếp hóa thành tro bụi. Vô số nước biển sôi sục rồi bốc hơi biển rộng như bị nổ tung một lỗ hổng khổng lồ may mà nơi này cách xa lục địa nếu không thì hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nhưng sau đó thẩm lãng có chút sững sờ bởi vì trận đại chiến giữa hai con cự lông này có phải là quá đơn điệu hay không cả hai bên cứ liên tục phun lửa liên tục tấn công thiêu đốt cả bầu trời thiêu đốt cả vùng biển này giống như lông chi hối đang điên cuồng bắn phá lẫn nhau chuyện này đây là cự long bản xếp hàng bắn súng sao quan trọng là nếu ta đoán không nhầm hai con cự long này đều không sợ lửa còn sống bằng cách nuốt lửa vậy thì tấn công như vậy có ý nghĩa gì chứ đương nhiên thẩm lãng không biết rằng kiểu tấn công này của cự long căn bản không phải là trận chiến thực sự mà chỉ là đang thể hiện uy phong thể hiện sức mạnh của mình mà thôi giống như hai con rắn muốn cắn nhau trước tiên phải xem con nào ngẩng cao đầu hơn cũng giống như tiếng gầm gừ và nhe răng của hổ dữ trước khi giao chiến Kết quả đã rõ. Cự long của Thẩm Lãng yếu thế hơn. Sức mạnh long diễm của nó kém hơn cự long của Đại Viêm rất nhiều. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Thẩm Lãng, bởi vì nó còn chưa trưởng thành. Sau khi cự long của Đại Viêm giành chiến thắng trong cuộc đấu long diễm, lập tức chiếm ưu thế về mặt tâm lý, tràn đầy tự tin. Sau đó, nó ngẩng đầu gầm lên. Trong nháy mắt, cả vùng biển cuồn cuộn, sóng lớn nổi lên bởi vì tiếng gầm của nó thật sự quá khủng khiếp đùng 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 những tảng đá khổng lồ trên các hòn đảo nhỏ ở xa lần lượt vỡ vụn hóa thành cho bụi thẩm lãng biết trận chiến thực sự cuộc chém giết thực sự giữa hai con cự long sắp bắt đầu cự long của hắn chậm rãi nói bệ hạ thẩm lãng trận quyết đấu giữa hai chúng ta sắp bắt đầu xin ngài hãy tránh đi trước dứt lời trên lưng cự long nứt ra một khe hở thẩm lãng bị hút vào trong cơ thể cự long đây là để bảo vệ hắn bởi vì trận chiến giữa hai con cự long thật sự quá khủng khiếp thẩm lãng hoàn toàn không thể chịu đựng nổi sẽ bị nghiền nát thành bột cho nên phải giấu hắn đi cự long chậm rãi nói bệ hạ thẩm lãng ta sẽ bảo vệ niềm kiêu hãnh của long tộc ta sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ vinh dự của khương gia nghe lời này của ngươi thật sự không hay ho gì cả giống như một lời tuyên bố trước khi chết trận vậy nhưng rất nhanh thẩm lãng đã bị nuốt vào trong một không gian nào đó trong cơ thể cự long không nhìn thấy gì không nghe thấy gì, cũng không cảm nhận được gì. Bên ngoài, hai con cự long lại một lần nữa tập trung sức mạnh. Sau đó chúng lao vào nhau bằng tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Hai con thần thú hủy diệt thế giới va chạm vào nhau trong nháy mắt. Khoảnh khắc này, thật sự giống như sao hỏa đâm vào trái đất. Cả bầu trời trong nháy mắt bị bẻ cong. Ầm, 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 ầm cả vùng biển như bị xé làm đôi. Vô số nham thạch dưới đáy biển vỡ vụn, những hòn đảo nhỏ xung quanh, tất cả đều hóa thành tro bụi. Hai con cự long điên cuồng chiến đấu, điên cuồng chém giết, điên cuồng hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường đi, thật sự là trời đất tối sầm. Thật sự là hủy thiên diệt địa. Thật sự là một trận quyết đấu kinh thiên động địa. Nhưng thẩm Lãng được bảo vệ trong một không gian nào đó, không nghe thấy gì, cũng không cảm nhận được gì. Hắn không biết trận chiến bên ngoài diễn ra như thế nào trận chiến giữa hai con cự long lượt bỏ ba ngàn chữ hai giờ sau trận chiến giữa hai con cự long dường như đã kết thúc thẩm lãng lại một lần nữa cảm nhận được mọi thứ giọng nói của cự long vang lên trong đầu hắn bệ hạ thẩm lãng ta thua cự long của khương gia nói nhưng ta không làm hoen ố vinh quang của long tộc cho dù ta chết nó cũng bị thương nặng rồi cùng lúc đó một tiếng nổ vang lên cự long từ trên trời rơi xuống lao thẳng xuống biển rộng cự long của đại viêm toàn thân đầy vết thương cũng hung hăng lao xuống đuổi theo cự long của khương gia cả phương đông không cả thế giới chỉ được có một con cự long sống sót chỉ được có một con cự long thống trị bầu trời vùng biển này thật sự rất sâu cự long của khương gia không ngừng chìm xuống chìm xuống bệ hạ thẩm lãng có một câu ta vẫn chưa kịp nói với ngài cự long nói bởi vì ta cảm thấy một khi nói ra chính là nhục chí làm trái với vinh quang của Long tộc, chúng ta quay về phương đông quá sớm, quá vội vàng, ngài quá quan tâm đến đám kiến hôi kia, lẽ ra phải đợi đến khi ta đủ mạnh mới quay về. Nhưng cũng không sao, được làm vua thua làm giặc, chỉ cần không làm mất vinh quang là được. Đúng vậy, quá vội vàng. Thẩm Lãng đến kim tự tháp ở phế tích quốc độ Lost để tiến hành lĩnh ngộ rồng quá sớm, quá vội vàng. Thẩm Lãng quay về phương đông cũng quá vội vàng. Nhưng không chỉ có Thẩm Lãng vội vàng, mà hoàng đế Đại Viêm cũng vậy. Chưa đầy bao lâu sau khi Thẩm Lãng mang Cự Long trở về, ông ta đã xuất quan, sớm hơn dự kiến đến 5 tháng, có lẽ chính sự vội vàng này đã tạo ra những kết quả khác biệt, thay đổi vận mệnh đã được định sẵn, "Bệ hạ Thẩm Lãng, hãy chết cùng ta, là phụ thân của ngài đã ký kết long ước với ta, nhưng ta không có ấn tượng gì về ông ấy, chỉ nhớ đôi mắt của ông ấy mà thôi." Ký kết khế ước với ngài, là bởi vì niềm kiêu hãnh của long tộc nhưng trong lòng của ta không có nhiều tình cảm nào với ngài nhưng có thể chết cùng ngài cũng không hổ thẹn cự long của khương gia tiếp tục chìm xuống đáy biển cự long của đại viêm toàn thân đầy vết thương vẫn không ngừng truy sát không ngừng cắn xé cự long của khương gia cả vùng biển ánh sáng vàng rực rỡ không sai máu của cự long là màu vàng mà không phải màu đỏ thậm chí không phải là màu vàng kim mà giống như màu sắc của mặt trời hơn thẩm lãng nói cự long hãy thả ta ra để ta ra ngoài chiến đấu với nó cự long của khương gia nói bệ hạ thẩm lãng điều đó không có ý nghĩa gì cả thẩm lãng nói cự long ta biết ngươi kiêu ngạo nhưng có lẽ ta không yếu đuối như ngươi tưởng tượng đâu cự long ngươi không còn lựa chọn nào khác ta cũng vậy hãy thả ta ra thẩm lãng hét lớn cự long tuy chúng ta là chiến hữu nhưng nói cho cùng ta là chủ nhân của ngươi Ta ra lệnh cho ngươi thả ta ra, để ta chiến đấu với cự long của Đại Viêm." Cự long của Khương gia chậm rãi nói, "Nếu đã như vậy, thì ta sẽ làm theo ý ngài." Bệ hạ thẩm lãng, sau đó cự long của Khương gia chậm rãi mở khe hở trên lưng, thẩm lãng bay ra ngoài. Nơi đây là đáy biển vô tận, xung quanh toàn là ánh sáng vàng. "Đây là máu của cự long." Không chỉ có cự long của Khương gia, mà cự long của Đại Viêm cũng bị thương nặng, lúc này vẫn đang điên cuồng cắn xé cự long của Khương gia. Gào, cự long của đại viêm đột nhiên há to miệng, nhắm vào cổ của cự long khương gia, định trắng xuống. Mà đúng lúc này, nó đột nhiên quay đầu lại. Bởi vì nó nhìn thấy thẩm lãng. Thẩm lãng đang ở trong nước biển, nhìn cự long của đại viêm, trong tầm mắt của hắn, chỉ có con mắt của con cự long này. Thẩm lãng chậm rãi dơ long chi kiếm lên. Địa ngục hồn châu, ta không biết ngươi đang muốn làm gì, ta không biết tại sao ngươi luôn muốn chui vào đầu ta. Ta không biết ngươi có âm mưu gì, trong lòng ta, ngươi là một thứ tà ác đáng sợ. Nhưng lúc này, ta không còn lựa chọn nào khác. Cự Long của Đại Viêm nhìn Thẩm Lãng, chậm rãi nói, "Bệ hạ Thẩm Lãng của Khương gia." Đã lâu không gặp, bệ hạ Đại Viêm gửi lời hỏi thăm ngài. Sau đó Cự Long nhẹ nhàng phun ra một ngọn lửa, muốn thiêu cháy Thẩm Lãng thành tro bụi. Mà cùng lúc đó, Thẩm Lãng đột nhiên phóng thích toàn bộ tinh thần lực bắt đầu tập trung tạo ra vòng xoáy năng lượng trong nháy mắt địa ngục hồn châu trở nên vô cùng kích động năng lượng tinh thần vô tận năng lượng kỳ lạ vô tận năng lượng linh hồn vô tận đột ngột tràn vào não của thẩm lãng tinh thần và linh hồn của cả hai bên dung hợp tạo thành một vòng xoáy năng lượng chưa từng có nhắm vào con mắt của cự long đại viêm phóng thích vút vòng xoáy năng lượng này tốc độ cực nhanh bắn thẳng vào mắt cự long của đại viêm nó cố gắng nhắm mắt lại cố gắng né tránh nhưng đã muộn vòng xoáy năng lượng chưa từng có này kết hợp với vòng xoáy năng lượng của địa ngục hồn châu đâm vào con mắt của nó gào 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 cự long của đại viêm lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa cơ thể của cự long không thể dùng từ cứng rắn bất khả chiến bại để hình dung có thể nói bất kỳ vũ khí nào của loài người đều không thể gây tổn thương cho nó dù là vũ khí lạnh hay vũ khí nóng, nên đế quốc Lost sau khi tìm thấy Uranium, loại năng lượng hủy diệt khủng khiếp này, mới có thể uy hiếp được cự long. Hai con cự long phun lửa vào nhau, giống như long chi hối đang điên cùng bắn phá lẫn nhau, nhưng cự long lại không hề hấn gì. Hai con cự long va chạm vào nhau bằng tốc độ 23.000 m mỗi giây, lực va chạm trong khoảnh khắc đó, không thua kém gì hai tiểu hành tinh va chạm vào nhau trong vũ trụ, nhưng vẫn không hề hấn gì đường kính của phần lớn các tiểu hành tinh đều khoảng vài ngàn mét cho nên trên thế giới này ngoài vũ khí uranium bí ẩn ra chỉ có cự long mới có thể gây tổn thương cho cự long mắt gần như là nơi yếu ớt nhất trên cơ thể của bất kỳ sinh vật nào cho dù là cự long cũng không ngoại lệ thế nhưng mắt của cự long cũng hoàn toàn đau thương bất nhập bình thường thẩm lãng muốn làm tổn thương mắt của nó là hoàn toàn nằm mơ dù là vòng xoáy năng lượng cũng không thể làm tổn thương nó mảy may mà bây giờ, vòng xoáy năng lượng của thẩm lãng kết hợp với năng lượng khủng khiếp của tinh thể địa ngục, sau khi bắn vào mắt con cự long của đại viêm, có phản ứng gì? Ban đầu không có bất kỳ phản ứng nào, hoàn toàn không có dấu hiệu bị tổn thương. Nhưng một giây sau, mắt của cự long bắt đầu đóng băng, giống như biển dung nham nóng chảy, giống như đại lục cực bắc, sau khi đóng băng, mắt của cự long lập tức không nhìn thấy gì nữa. Ngay sau đó một luồng năng lượng hắc ám và băng hàng khủng khiếp bùng nổ, điên cuồng xâm nhập vào não của cự long đại viêm. Con mắt còn lại của nó không bị thương, nhưng trong tầm mắt, tất cả đều tối đen, không nhìn thấy gì nữa. Năng lượng hắc ám và băng hàng, không ngừng lan rộng trong não của nó. Gào cự long của đại viêm điên cuồng gào thét. Điên cuồng tấn công, mặc dù nó không nhìn thấy gì, nhưng vẫn điên cuồng phun lửa. Âm, 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 âm đáy biển bị xé toạc, sóng thần khủng khiếp dâng cao. Vô số long diễm, xé toạc biển rộng, phun lên trời cao vùng biển này hoàn toàn long trời lở đất. Cự long của đại viêm không nhìn thấy gì nữa, nhưng nó muốn giết thẩm lãng, muốn giết con cự long kia của khương gia. Vừa điên cuồng phun lửa, nó vừa vung móng vuốt sắc nhọn, cái đuôi khổng lồ quét qua mọi ngóc ngách dưới đáy biển, bất kể là móng vuốt hay cái đuôi của nó, những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành tro bụi. Sau nửa canh giờ tàn sát bừa bãi, đáy biển gần như bị sang phẳng, xuất hiện vô số khe nứt khổng lồ, hình thành rất nhiều vòng xoáy lớn. Tất cả các hòn đảo nhỏ xung quanh vùng biển này đều bị san bằng, biến mất trên mặt biển. Sóng thần khủng khiếp, lan rộng ra bốn phương tám hướng. Cuối cùng, cự long của đại viêm dần dần bình tĩnh lại, lúc này nó vẫn không nhìn thấy gì, năng lượng hắc ám và băng hàng vẫn quấn quanh trong não, nhưng mắt phải dần dần nhìn thấy một chút ánh sáng. Nó vỗ mạnh cái đuôi khổng lồ, lao ra khỏi mặt biển, bay thẳng lên độ cao mấy vạn mét, bay về phía viêm kinh, toàn thân đầy vết thương, ngay cả cái đuôi cũng bị xé rách vài lỗ hổng. Cự long của đại viêm bay thẳng, bay thẳng, gần vạn dặm, mới đến không phận lục địa phương đông. Không sai, vừa rồi, hơn 2 giờ hai con cự long giao chiến, đã cách xa phương đông hơn vạn dặm, cho nên khoảng cách này, đối với cự long mà nói, chẳng là gì cả. Lúc này, người dân khắp phương đông, từ thành nộ triều, đến ngô quốc, đến càng kinh, đến viêm kinh, vô số người đều đang ngước nhìn bầu trời bởi vì mấy giờ trước hai con cự long đã bay qua chân trời hướng về phía đông tất cả mọi người đều nhìn thấy sau đó mọi người đều dừng mọi công việc chỉ nhìn lên bầu trời họ đang chờ đợi kết quả chờ đợi cự long của thẩm lãng trở về người dân đế quốc đại càng chờ đợi cự long của khương gia trở về người dân đế quốc đại viêm chờ đợi cự long của đại viêm trở về bởi vì họ biết trận chiến này chỉ có một người chiến thắng một canh giờ hai canh giờ ba canh giờ bốn canh giờ bầu trời vẫn im ắng không có con cự long nào trở về toàn bộ đế quốc đại càng dù là người dân của nước nào máu huyết đều sôi sục nhưng lại im lặng như tờ cự long của bệ hạ thẩm lãng nhất định sẽ trở về nhất định sẽ trở về thậm chí còn có vô số người cầu nguyện ta nguyện ý trả bất cứ giá nào dù hy sinh mạng sống chỉ cần bệ hạ thẩm lãng và cự long có thể trở về chúng ta nguyện ý hiến tế chúng ta nguyện ý hiến tế bầu trời tối sầm bỗng nhiên một luồng sáng xuất hiện từ phía đông cự long đã trở về cự long đã trở về quả nhiên chỉ có một con cự long trở về dù bay rất cao nhưng vẫn giống như sao băng vụt qua chân trời người dân thành nộ triều ngô quốc việt quốc đều nhìn thấy bóng dáng con cự long này đây đây là cự long của đại viêm hay là cự long của đại càng chúng ta rất nhanh đáp án đã xuất hiện đây đây là cự long của đại viêm bởi vì nó đang bay thẳng về phía viêm kinh toàn thân người dân đại càng đế quốc lạnh toát da đầu như muốn nổ tung chuyện gì đã xảy ra tại sao chỉ có cự long của đại viêm đế quốc trở về bệ hạ thẩm lãng của chúng ta đâu cự long của đại càng chúng ta đâu ngô quốc giáp giới với đại viêm cho nên con cự long này đã bay qua ngay trên đầu ngô quốc một vị đại nho của ngô quốc đứng trên đỉnh núi nhìn thấy tất cả đây đây là cự long của đại viêm sao vậy cự long của chúng ta đâu bệ hạ của chúng ta đâu nước mắt của vị đại nho này tuôn rơi lồng ngực gầy gò phập phồng không 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 bệ hạ thẩm lãng của chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đại càng vạn thắng lão phu đã hơn 80 tuổi nguyện ý hiến tế bản thân dứt lời ông ta đột nhiên lao đầu vào bia đá ầm uhm, con cháu bên cạnh hoàn toàn không kịp trở tay khi chạy đến đầu đại nho đã vỡ toát máu tươi chảy ra cha cha ông nội ông nội con cháu bên cạnh gào khóc vị đại nho này lại mỉm cười nói ta hiến tế cho cự long của đại càng đại càng nhất định sẽ trường tồn mãi mãi bệ hạ khương ly bệ hạ khương ly lão phu hèn mọn năm đó không tuẩn tán theo ngài, mà lại chạy trốn đến ngô quốc ẩn cư, bây giờ, ta sẽ đi theo ngài. Sau đó vị đại nho này nhắm mắt lại, mỉm cười ra đi. Doanh trại tạm thời ở biên giới đế quốc Đại Viêm. Hơn một triệu người dân đại tràng chạy trốn đến Đại Viêm, đương nhiên, hiện tại vẫn còn rất nhiều người đang trên đường, nhưng đã có hai ba trăm ngàn người đã đến Đại Viêm, được bố trí ở hơn mười doanh trại tạm thời. Doanh trại tạm thời ở quận Nhạn Nam, có đến sáu vạn người, nơi này vốn là một doanh trại quân đội sau khi bị bỏ hoang đã trở thành trại tị nạn doanh trại này được chia làm bốn khu khu thứ nhất dành cho những người chạy trốn giàu có quyền thế được ở trong trại của tướng quân bên trong có đầy đủ tiện nghi khu thứ hai dành cho những gia tộc có công danh quan lại nhỏ thương nhân giàu có được ở trong doanh trại xây bằng gạch khu thứ ba dành cho những gia đình trung lưu được ở trong doanh trại xây bằng gỗ khu thứ tư dành cho dân thường được ở trong lều trại tạm bỡ, mười mấy người chen chúc trong một cái lều. Sáu vạn người tị nạn này đã trải qua một hành trình gian nan chưa từng có, bởi vì lo lắng cự long sẽ hủy diệt càng kinh, nên đã chạy trốn, phản bội đại càng, trốn đến đại viêm. Khi cự long của đại viêm bay về phía càng kinh, tâm trạng của bọn họ vô cùng phức tạp, vừa tự hào về sự lựa chọn của mình, lại vừa cảm thấy có chút ấy nấy. Thế nhưng, khi thẩm lãng cưỡi cự long xuất hiện trên bầu trời, họ cũng vô cùng xúc động, đế chủ đại càng thẩm lãng thật sự đã đến cứu càng kinh, hơn nữa còn có cự long. Đế quốc đại càng cũng có cự long, lúc này, những người tị nạn này lại chia thành nhiều phe phái, những kẻ giàu có quyền thế vừa kinh hải vừa nguyền rủa. Tại sao chứ? Đại viêm có cự long, tại sao thẩm lãng và đại càng cũng có, trận chiến này, thẩm lãng chắc chắn sẽ thua, chắc chắn sẽ thua, mà đại đa số dân chúng bình thường lại có tâm trạng vô cùng phức tạp, bệ hạ thẩm lãng không hề bỏ rơi càng kinh, nhưng chúng ta lại bỏ rơi càng kinh, bỏ rơi gia viên của mình. Sau khi hai con cự long biến mất ở chân trời phía đông, mấy vạn người tị nạn trong doanh trại nhạn nam đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chờ đợi kết quả cuối cùng. Họ là người của đại càng, nhưng lại chạy trốn đến đại viêm, sắp sửa trở thành dân của đại viêm. Vậy bọn họ hy vọng ai sẽ chiến thắng, không biết, thật sự không biết. Bởi vì bệ hạ thẩm lãng cưỡi cự long đến, vốn là để cứu bọn họ. Khoảng 10 giờ tối, một luồng sáng xuất hiện trên bầu trời phía đông, giống như sao băng. Cự Long đã trở về, đây là cự Long của Đại Viêm, bởi vì nó đang bay về phía Viêm Kinh. Vậy, vậy điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cự Long của Đại Viêm đã chiến thắng, có nghĩa là bệ hạ thẩm lãng đã thua. Có nghĩa là cự Long của Đại Càng đã chết, lát sau. Đại Viêm vạn tuế, Đại Viêm vạn tuế, trong trại tị nạn, những kẻ giàu có quyền thế đang ở trong trại của tướng quân, lần lượt reo hò. Vô số rượu ngon món ngon được dọn ra. Hỷ sự, hỷ sự, sự lựa chọn của chúng ta chính xác. Cự long của đại viêm đã chiến thắng, ha 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 ha, thẩm lãng xong rồi, cự long của đại càng chắc chắn đã chết. Hai con cự long, chỉ có một con có thể sống sót, bây giờ cự long của đại viêm đã trở về, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cự long của thẩm lãng đã chết. Nào, mọi người cùng vui lên, ăn uống no say. May mà chúng ta không ở lại càng kinh, nếu không người chết chính là chúng ta. Mà mấy vạn dân thường chạy trốn khỏi càng kinh còn lại, lại có tâm trạng vô cùng phức tạp, im lặng không nói. Cự long của đại viêm bay đến bầu trời viêm kinh, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn vài chục mét, rồi bay vào tháp cấm kỵ, im lặng không một tiếng động. Lát sau, hoàng đế đại viêm có vẻ gầy gò hơn, chậm rãi bước vào tháp cấm kỵ trong ao rồng rộng lớn cự lông của đại viêm bị thương nặng nằm im bất động toàn thân không biết có bao nhiêu vết thương cái đuôi rách nát hai mắt gần như mù lòa toàn bộ não bộ bị năng lượng hắc ám và băng hàng xâm nhập cuối cùng nó cũng đã trở về hoàng đế đại viêm đưa tay vuốt đầu nó lập tức cảm thấy lạnh thấu xương không thể tưởng tượng nổi đây là sức mạnh gì loại hắc ám và băng hàng này ngay cả cự long cũng không chịu nổi, về rồi, không sao, ta sẽ chữa trị cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi loại trừ luồng năng lượng hắc ám đáng sợ này ra khỏi đầu. Hoàng đế cởi long bào, bước vào ao rồng, cơ thể của ông càng thêm gầy gò, so với trước đây, như già đi 20 tuổi, lúc trước trong ông nhiều nhất cũng chỉ khoảng 50 tuổi mà thôi. Hoàng đế đặt hai tay lên đầu cự long, nhắm mắt lại, tiến vào cảnh giới cảm ngộ rồng. Quả nhiên là thứ này, quả nhiên là loại năng lượng băng hàng như địa ngục. Tất cả nhịp điệu đều bị rối loạn, thẩm lãng mang cự long trở về quá sớm, nên ta không thể không xuất quan trước thời hạn. Xin lỗi lão nhị, lẽ ra ngươi phải nửa năm nữa mới xuất quan, ngươi còn chưa hấp thu hết những thứ trong ao rồng này, đã vội vàng xuất chiến, lực chiến đấu chỉ khôi phục được 6-7 phần, ta đã để ngươi đi chiến đấu. Thẩm lãng, ngươi đã hại ta, hại ta tổn thất mấy năm sinh cơ. Thẩm Lãng mang Cự Long trở về, để ngăn chặn một số tình huống khủng khiếp xảy ra, Hoàng đế Đại Viêm chỉ có thể xuất quan trước thời hạn hơn 5 tháng. Để đạt được mục tiêu này, ông đã hy sinh sinh cơ và linh hồn để Cự Long xuất thế sớm. Cho nên sau khi xuất quan, tinh thần của hoàng đế có vẻ rất quẻ oải, cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Vậy tại sao ông không thể chờ đợi, chờ đến nửa năm sau, đợi Cự Long tự nhiên thức tỉnh, khôi phục hoàn toàn lực chiến đấu rồi mới xuất quan? không thể chờ. Tuy thẩm lãng mang cự long về, nhưng cảm ngộ rồng của hắn còn rất nông cạn, vẫn chưa phát hiện ra một số điều chí mạng, mà một khi để cho hắn phát hiện ra, thì tất cả đều đã muộn. Cho nên hoàng đế nhất định phải xuất quan sớm, để cho cự long xuất thế sớm, dù chỉ có sáu thành sức chiến đấu. Nhưng con cự long mà thẩm lãng mang về từ phương Tây còn rất non trẻ, hoàn toàn không phải đối thủ của cự long đại viêm, dù chỉ có sáu thành sức chiến đấu, vẫn có thể tiêu diệt nó. Cả phương Đông, thậm chí cả thế giới, chỉ có thể có một con cự long, cho nên trận chiến giữa hai con cự long đã bùng nổ sớm hơn dự kiến. Hoàng đế có một tiếc nuối rất lớn, bởi vì tinh thần lực cường đại của ông vẫn chưa hồi phục, nên không thể cưỡi cự long chiến đấu, cự long không có chiến hữu, sức chiến đấu sẽ giảm đi rất nhiều. Cảm ngộ rồng của chiến hữu có thể giúp cho sức chiến đấu của cự long tăng lên một bậc nhưng theo như hoàng đế dự đoán dù không có ông cưỡi cự long chiến đấu dù chỉ có sáu thành sức chiến đấu vẫn có thể tiêu diệt được cự long của khương gia mặc dù sẽ bị thương nhưng sẽ không quá nghiêm trọng giết chết cự long của đại càng không có gì bất ngờ cả nhưng không ngờ điều bất ngờ vẫn xảy ra cự long của ông đã bị trọng thương hoàng đế nói lão nhị chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi dưỡng sức ta sẽ chữa trị cho ngươi sau đó cơ thể của cự long phát ra ánh sáng nhàn nhạt năng lượng trong ao rồng khổng lồ, từng chút từng chút thẩm thấu vào trong cơ thể của nó. Trong càng kinh Vô số người dân càng kinh dần dần nghe được một tin dữ kinh hoàng, cự long của đại viêm đã trở về, nhưng cự long của bệ hạ thẩm lãng lại không thấy đâu. Cự long của đại càng đã chết. Vậy bệ hạ thẩm lãng, cũng đã chết rồi sao, mấy trăm ngàn người còn lại ở càng kinh ban đầu không tin, nhưng tin tức ngày càng xác thực, bởi vì vô số người đều nhìn thấy, cự long của đại viêm đã trở về, nhưng cự long của đại càng lại không thấy đâu sau đó những người này cảm thấy vô cùng hổ thẹn đau đớn bệ hạ thẩm lãng chắc chắn đã mang cự long trở về từ rất lâu rồi nhưng ngài ấy vẫn chưa khai chiến với đế quốc đại viêm tại sao đương nhiên là bởi vì ngài ấy cảm thấy mình chưa chuẩn bị xong nhưng để bảo vệ càng kinh bệ hạ thẩm lãng đã bất đắc dĩ mang cự long đi nghênh chiến cự long của đại viêm ngài ấy đã bảo vệ chúng ta tại sao chúng ta chỉ là những kẻ hèn mọn tại sao cự long lại phải chết vì chúng ta tại sao bệ hạ thẩm lãng lại phải chết vì chúng ta thậm chí rất nhiều người trong chúng ta còn từng muốn phản bội đế quốc đại càng lúc trước khi bỏ phiếu rất nhiều người trong chúng ta đều bỏ phiếu cho doanh nghiệm bởi vì chúng ta sợ hãi cho dù biết doanh nghiệm là kẻ phản nghịch vẫn lựa chọn đối phương lần này chúng ta cũng muốn chạy trốn khỏi càng kinh chỉ là quá nghèo không nỡ bỏ gia sản mà thôi chúng ta là những kẻ hèn hạ vô sĩ vậy mà bệ hạ thẩm lãng lại hy sinh vì chúng ta, vô cùng hổ thẹn, đau đớn, bi phẫn, dân chúng càng kinh, sau trận đại bại hơn 30 năm trước, đã trở nên nhục chí, đau khổ, tuyệt vọng, khi thẩm lãng cưỡi cự long trở về, cứu càng kinh, ngày ấy đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết và lòng trung thành trong mấy trăm ngàn người này. Mà bây giờ, tin dữ truyền đến, cự long của đại viêm đã trở về, nhưng cự long của đại càng lại không thấy đâu, bệ hạ thẩm lãng và cự long của đại càng, có lẽ đã hy sinh vì họ ngọn lửa trong lòng mấy trăm ngàn người dân càng kinh này, bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Một người đàn ông lực lưỡng đột nhiên hét lớn, lẽ ra chúng ta phải là những người trung thành nhất với đại càng, nhưng khi thân phận của bệ hạ thẩm lãng bị bại lộ, anh hùng thiên hạ, kéo đến thành huyền vũ, bảo vệ bệ hạ thẩm lãng, chúng ta ở đâu, khi bệ hạ thẩm lãng tranh giành đại nghĩa với doanh nghiễm, chúng ta biết rõ ngài ấy là chính thống, biết rõ doanh nghiễm là kẻ phản nghịch. Lúc đó, chúng ta nên ủng hộ bệ hạ thẩm lãng, nhưng chúng ta đã làm cái gì, càng kinh không chỉ là càng kinh của bệ hạ thẩm lãng mà còn là nhà của chúng ta khi cự long của đại vi muốn đến hủy diệt càng kinh chúng ta đang làm gì chúng ta hoặc là quỳ xuống run rẩy hoặc là chuẩn bị chạy trốn chúng ta là những kẻ như vậy làm sao xứng đáng để bệ hạ thẩm lãng hy sinh vì chúng ta chứ làm sao xứng đáng để cự long hy sinh vì chúng ta chúng ta còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa người đàn ông lực lưỡng này đột nhiên chạy vào nhà lấy lương khô lấy một con dao rồi rời khỏi nhà. Ta muốn đến Đại Viêm, ta muốn giết chết những kẻ phản bội Đại Càng, những kẻ đầu hàng Đại Viêm. Ta muốn giết chết những kẻ phản bội đó, bệ hạ thẩm lãng và cự long đã hy sinh vì chúng ta, ta muốn giết chết lũ phản bội đó. Người thứ nhất, người thứ hai. Cuối cùng, hàng ngàn, hàng vạn, mười mấy vạn đàn ông lực lưỡng, mang theo lương khô, vác theo đao, quất. Như thủy triều, tràn ra khỏi càng kinh, họ không biết mình muốn làm gì, họ không biết tại sao mình làm như vậy nhưng trong lòng bọn họ có một ngọn lửa đang bùng cháy trước đây bệ hạ thẩm lãng đã chiến đấu vì họ thậm chí hy sinh vì họ vậy bây giờ bọn họ sẽ chiến đấu vì bệ hạ thẩm lãng hy sinh vì đại càng cho dù chết cũng muốn chứng minh chúng ta không phải là lũ vô dụng dết 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 xông vào đại viêm giết chết bọn chúng giết chết bọn chúng báo thù cho bệ hạ thẩm lãng báo thù cho cự long của đại càng khi thẩm lãng phóng thích vòng xoáy năng lượng bắn vào mắt cự long của đại viêm năng lượng khủng khiếp vô số linh hồn bên trong tinh thể địa ngục đột nhiên tràn vào não thẩm lãng trong nháy mắt thẩm lãng ngất xỉu những gì xảy ra sau đó hắn hoàn toàn không biết không biết bao lâu sau hắn từ từ mở mắt đây đây là đâu đây là đáy biển sao hay là một di tích thượng cổ nào đó rất nhanh thẩm lãng đã biết đây là một di tích của đế quốc Los. Bởi vì hắn nhìn thấy một bức tượng nữ vương Medusa cực kỳ to lớn. Không, nói đúng hơn là một cổ quan tài. Chỉ là cổ quan tài này, được tạo thành từ bức tượng nữ vương Medusa. Vô cùng to lớn, dài hơn 200 mét, rộng 30 mét. Hơn nữa toàn bộ cổ quan tài, chính là một bức tượng nữ vương Medusa hoàn chỉnh. Lúc này, cổ quan tài đã được mở ra, nhưng bên trong trống rỗng thẩm lãng đi thẳng đi thẳng đến trước mặt nữ vương medusa bởi vì đứng quá gần cho nên không nhìn rõ phải lùi ra xa một chút mới có thể nhìn rõ mặt nữ vương medusa sau khi lùi ra xa mấy chục mét cuối cùng cũng nhìn rõ đây đây là nữ vương medusa sao đây là mẹ của bảo bối yêu yêu sao không sai chính là mẹ của yêu chính là nữ vương medusa có thân hình cám dỗ và đôi mắt ma mị đó đôi mắt đó thẩm lãng tuyệt đối không thể nhận nhầm. Nơi này, chính là di tích mà cựu yêu nhi vô tình xông vào lúc trước. Nơi này là lăng mộ của nữ vương Medusa, cựu yêu nhi vô tình mở cổ quan tài này ra. Khiến cho linh hồn của nữ vương Medusa thoát ra ngoài, để không bị tiêu tan, nên đã nhập vào trong cơ thể của cựu yêu nhi, nơi đây quả thực là một lăng mộ, lăng mộ của vương tộc Medusa thượng cổ. Linh hồn của nữ vương Medusa rõ ràng chưa chết, tại sao lại xây dựng lăng mộ, chẳng lẽ là để thức tỉnh sau vô số năm? Sau trận chiến với Solon, linh hồn của nữ vương Medusa đã đi đâu, nơi này cách phương đông hơn vạn dặm. Hai con cự long đã giao chiến ở khoảng cách xa như vậy sao? Hơn nữa tại sao ta lại đến được lăng mộ của nữ vương Medusa dưới đáy biển này? À đúng rồi. Còn có một chuyện quan trọng. Vô số linh hồn và năng lượng kỳ lạ trong địa ngục hồn châu đã tràn vào não của hắn, khiến hắn ngất xỉu. Vậy trong não hắn có gì thay đổi? ký ức linh hồn của Đại Kiếp Minh Vương đã được khai mở chưa, Thẩm Lãng lập tức kiểm tra não bộ của mình. Kết quả, phát hiện một điều kỳ lạ. Đây, đây là chuyện gì vậy? Não của Thẩm Lãng giống như một phần cứng, thông tin của hắn chỉ chiếm chưa đến 5%, nhưng có một vùng ẩn chiếm đến 50% dung lượng, hoàn toàn không thể giải mã, đó chính là truyền thừa của Đại Kiếp Minh Vương. Mà bây giờ lại có thêm một phân vùng ẩn nữa, chiếm đến 25% dung lượng não bộ của hắn. Nói cách khác, 80% dung lượng não bộ của thẩm lãng đã bị chiếm dụng. Chuyện quái gì vậy, hai vùng ẩn. Chúng muốn nói cho ta điều gì, các ngươi muốn ta gánh vác sứ mệnh gì sao, nhưng ngay sau đó, khi kiểm tra những ký ức này, thẩm lãng phát hiện trong đầu mình quả thực có thêm một luồng thông tin. Thông tin chưa từng có, hoàn toàn mới mẻ. Nhưng, đây là thông tin do tinh thể địa ngục mang đến, hay là thông tin do đại kiếp minh vương mang đến, thẩm lãng thử nghiệm. Kết quả phát hiện, đây là một loại văn tự vô cùng bí ẩn hoàn toàn không thể hiểu được giống như những ký tự trên bức tường trong phòng giam thứ ba nơi giam giữ nữ hoàng hắc ám nhưng khác biệt là trên bức tường đó chỉ có mười mấy chữ mà thông tin vừa được giải mã lần này lại có đến mấy vạn chữ nhưng lại khác với những chữ long những chữ đó không ngừng biến đổi mà mấy vạn chữ này lại cố định thẩm lãng vừa nghiên cứu lập tức bị cuốn hút vào đây là bí mật quan trọng về cự long thượng cổ do đại kiếp minh vương để lại bởi vì đã hoàn thành lĩnh ngộ rồng sơ cấp hoặc là bởi vì tinh thần lực của thẩm lãng lại được nâng cao những chữ mà trước đây hắn hoàn toàn không thể hiểu được lúc này đã hiểu được một chút nhưng chỉ là một chút muốn hiểu rõ hoàn toàn cần rất nhiều thời gian hơn nữa phải kết hợp với lĩnh ngộ rồng đọc song song mới có thể hiểu rõ hoàn toàn nhưng hiện tại thẩm lãng không có thời gian hắn phải đi tìm cự long đây mới là điều quan trọng nhất rất nhiều chuyện trên thế giới này đều xảy ra sớm hơn dự kiến. Thẩm lãng đến kim tự tháp ở phế tích Lost quá sớm, hoàn thành cảm ngộ rồng sơ cấp, lại đến phương Tây quá sớm, mang cự long của Khương Gia về, buộc hoàng đế đại viêm phải xuất quan sớm. Tất cả những điều này đã dẫn đến trận quyết chiến sớm giữa hai con cự long. Kết quả là, cự long của Khương Gia đại bại, sinh tử chưa biết. Vậy đây là tin dữ sao? Là tin xấu sao? Không, không phải. Ngược lại, điều này đã thay đổi kết cuộc đã được định sẵn. Đại Hiền ở Kim Tự Tháp Phế Tích Loss đã nói, quỹ đạo đã được định sẵn đã bị phá vỡ, cho nên rất nhiều chuyện đều trở nên khó lường. Có lẽ đây mới là con đường có hy vọng duy nhất, thẩm lãng không ngừng tìm kiếm. Lát sau, hắn tìm thấy cự long. Trong một cái hồ, cự long đã thu nhỏ lại, chỉ còn dài vài trăm mét. Nó vốn không có khả năng thay đổi kích thước, bởi vì nó vẫn chưa học được, hơn nữa có lẽ cần đến cả mộ rồng của thẩm lãng mới có thể giúp nó tự do thay đổi kích thước. Lý do nó thu nhỏ lại là bởi vì đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Trong hồ chứa đầy chất lỏng màu vàng ống, đây là máu của cự long. Vô số máu của cự long, nhiều vô kể. Không chỉ có máu của cự long đại càng, mà còn có máu của cự long đại viêm. Thật kỳ lạ, hai con cự long đã giao chiến ác liệt, máu chảy rất nhiều, đáng lẽ phải trôi giặt khắp đại dương, không thể nào thu hồi được tại sao bây giờ lại tập trung ở đây hơn nữa còn không hề thiếu một giọt cự long lúc này đang nằm im trong hồ máu không hề động đậy ngay cả hô hấp cũng không có hoàn toàn không thể phán đoán sống chết chuyện gì đã xảy ra ai đã đưa thẩm lãng đến đây ai đã đưa cự long đến đây ai đã tập trung tất cả máu của cự long lại đây thẩm lãng đột nhiên lên tiếng xuất hiện đi các vị bằng hữu những người bạn thượng cổ lát sau từng bóng người xuất hiện xinh đẹp tuyệt trần khuynh quốc khuynh thành hàng trăm bóng dáng medusa bay đến xung quanh thẩm lãng bọn họ là linh hồn của vương tộc medusa thượng cổ lúc này thẩm lãng chỉ có một cảm giác rất nhiều tiểu thư xinh đẹp hơn nữa còn là tiểu tỷ tỷ nửa người nửa rắn hắn thật sự không thể tưởng tượng được trên đời này lại có nhiều nữ tử có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần mà lại hoàn toàn khác biệt như vậy Mỹ nữ thời hiện đại rất nhiều, chỉ cần có tiền, 60 điểm cũng có thể phẫu thuật thẩm mỹ thành 90 điểm, nhưng những mỹ nữ này giống như được tạo ra từ một khuôn mẫu, mở một trang web tuyển chọn mỹ nữ sẽ phát hiện, tất cả các khuôn mặt đều na ná nhau. Điều này khiến người ta nhớ đến những nữ minh tinh của thập niên 80, mỗi người đều rất có đặc điểm riêng, cho dù là khuyết điểm cũng rất quyến rũ. Nhìn thấy nhiều thành viên vương tộc Medusa như vậy, thẩm lãng chỉ có thể thán phục sự khéo léo của tạo hóa. Tại sao họ được gọi là vương tộc Medusa? Chẳng lẽ mỗi Medusa ở đây đều là nữ vương sao? Không phải vậy, đế quốc Lost thượng cổ có rất nhiều chủng tộc, trong đó đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp chính là Medusa, họ là tầng lớp thống trị tối cao, gọi chung là vương tộc Medusa. Thẩm Lãng lập tức vẫy tay với họ, nói: "Xin chào, các tiểu tỷ tỷ Medusa. Ta là đồng minh của đế quốc Lost, ta là hậu duệ của thái tử Khương Hiết." thẩm lãng trước tiên nói rõ thân phận của mình để tránh bị tấn công bởi vì trong ấn tượng của hắn medusa đều rất hung dữ một medusa trong số đó lên tiếng chúng ta biết thẩm lãng nói tiểu tỷ tỷ tên là gì medusa kia nói liên na lỗ thẩm lãng nói tỷ là thủ lĩnh của những medusa này sao liên na lỗ nói phải thẩm lãng lại nói ta là đồng minh của các tỷ con gái của ta tên là yêu yêu có một người mẹ linh hồn, chắc hẳn chính là nữ vương của các tỷ. Liên Na Lỗ nói, chúng ta biết, nữ vương Na Lỗ của chúng ta đã để lại dấu ấn tinh thần trên người ngài. Thẩm lãng kinh ngạc, sao ta lại không biết? Hơn nữa, dấu ấn tinh thần được lưu lại như thế nào, mấy năm rồi mà vẫn chưa biến mất sao, thẩm lãng ngạc nhiên, nữ vương Na Lỗ, Liên Na Lỗ nói, đế quốc Lost thượng cổ của chúng ta, được chia thành bảy nhánh, cùng phụng thờ nữ hoàng Medusa na lỗ tộc là một trong bảy nhánh nữ vương cai trị vương quốc na lỗ ngài không có tên toàn bộ vương quốc chính là tên của ngài thì ra là vậy nghe có vẻ giống với phương đông một đế quốc có nhiều vương quốc chư hầu mẹ của yêu yêu quả nhiên là nữ vương danh chính ngôn thuận thẩm lãng nói là các tỷ đã cứu ta và cự long sao liên na lỗ nói là ngài đã làm bị thương con cự long kia chúng ta tạo ra một vòng xoáy đưa ngài đến đây thẩm lãng nói các tỷ cảm nhận được dấu ấn tinh thần của ta sao phải bệ hạ thẩm lãng liên na lỗ nói từ rất xa chúng ta đã phát hiện ra dấu ấn của nữ vương trên người ngài thẩm lãng nói nhưng mà các tỷ đều đang thẩm lãng không nói hết câu bởi vì cảm thấy bất lịch sự những thành viên vương tộc medusa đều đang ở trong quan tài đá linh hồn đang ngủ say tại sao lại thức tỉnh tại sao lại phát hiện ra dấu ấn tinh thần của nữ vương na lỗ trên người mình liên na lỗ nói hai con cự long giao chiến hủy thiên diệt địa khiến cho lăng mộ dưới lòng đất của tộc na lỗ sụp đổ tất cả quan tài đá của chúng ta đều bị nứt vỡ chúng ta bị đánh thức nghe xong thẩm lãng cảm thấy rất áy náy lần trước quan tài đá của nữ vương medusa cũng bị nứt vỡ do một sự cố bí ẩn nào đó khiến cho linh hồn của nàng thức tỉnh sớm mà lúc đó cừu yêu nhi cũng vô tình xông vào lăng mộ dưới lòng đất của tộc na lỗ nếu lúc đó nữ vương na lỗ không nhập vào cơ thể của cừu yêu nhi thì linh hồn của nàng sẽ dần dần tiêu tán, cho nên hai bên đã thỏa thuận, linh hồn của Medusa ký sinh trong cơ thể cừu yêu nhi. Là ký sinh, chứ không phải đoạt xá, bởi vì linh hồn cừu yêu nhi không bị tổn thương gì cả. Thẩm lãng nói, nói cách khác, nếu không được giúp đỡ, linh hồn của các tỷ sẽ tiêu tan sao, Liên Na lỗ nói, phải, tuy lăng mộ dưới lòng đất này có thể bảo vệ linh hồn của chúng ta, nhưng do trận chiến của hai con cự long, nơi đây đã bị hư hại, xuất hiện nhiều vết nứt, cho nên ước chừng nửa canh giờ nữa, linh hồn của chúng ta sẽ hoàn toàn tiêu tan." Thẩm Lãng nói, "Vậy ta phải làm sao để giúp các tỷ? Ta nhất định có thể giúp các tỷ, phải không?" Liên Na Lỗ nói, "Phải, viên ngọc trên Long chi kiếm của ngài có thể cho chúng ta ký sinh." Thẩm Lãng cầm Long chi kiếm lên, nhìn thấy viên địa ngục hồn châu được khảm trên đó, lúc này đã trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng. Thẩm Lãng đã dùng nó để phóng thích năng lượng vòng xoáy một lần khiến cho năng lượng bên trong cạn kiệt, đồng thời năng lượng kỳ lạ và ký ức tinh thần của nó cũng đã tràn vào não của thẩm lãng, chiếm dụng 25% dung lượng. Thẩm lãng nói, hoan nghênh các tỷ, chỉ cần không chê, long chi kiếm của ta hoan nghênh các tiểu tỷ tỷ đến ở viên địa ngục hồn châu này trước đây đã từng chứa đựng vô số linh hồn, là nơi ở lý tưởng nhất cho linh hồn. Những tiểu tỷ tỷ Medusa này thật sự quá ngay thẳng, bọn họ hoàn toàn có thể nhân lúc thẩm lãng hôn mê, tự mình tiến vào địa ngục hồn châu, vậy mà lại đợi đến khi thẩm lãng tỉnh lại, xin phép hắn. Được, cảm ơn bệ hạ thẩm lãng. Liên Na Lỗ nói, à đúng rồi, xin hỏi chúng ta có thể giúp gì cho ngài, nhưng lúc chúng ta còn một chút thời gian. Thẩm lãng nói, đế quốc Lost từng chế tạo vũ khí đồ long, được gọi là kế hoạch tà dương, phải không? Liên Na Lỗ nói, phải, bệ hạ thẩm lãng. Thẩm lãng nói, vậy xin hỏi, những vũ khí đồ long đó được cất giấu ở đâu? Các tỷ có biết không? Liên Na Lỗ nói, rất xin lỗi, không còn vũ khí tà dương nào nữa, đế quốc Lost chúng ta, đã dùng hết rồi. Thẩm lãng kinh ngạc, không thể tin được, vũ khí đồ long đã dùng hết rồi. Chuyện này, chuyện này là sao? Theo như điển tịch thượng cổ hiện có, cộng thêm những di tích thượng cổ đã được khai quật, dường như không có dấu hiệu sử dụng vũ khí uranium quy mô lớn. Thẩm lãng chú ý thấy, trong tam giác quỷ, cũng không có dấu vết bị cự long phá hủy, nói cách khác, trong cuộc đại chiến giữa đế quốc Lost và đế quốc Phương Đông, không hề xuất hiện trận chiến cự long quy mô lớn. Chẳng lẽ vũ khí đồ long của đế quốc Lost có thể tiêu diệt cự long, chắc không phải vậy, tuyệt đối không thể, căn cứ vào nồng độ uranium mà hắn thu được, đủ thấy vũ khí uranium của đế quốc Lost vẫn còn khá sơ khai, có thể làm cự long bị thương, nhưng không thể giết chết cự long. Thẩm Lãng nói Dùng ở đâu? Liên Na lỗ nói. Nếu ngài đã nhắc đến Khương Hiết, vậy hẳn là cũng biết ngài ấy từng phản bội đế quốc phương Đông, bán bí mật quan trọng nhất cho đế quốc Lost của chúng ta. Thẩm lãng nói. Phải, Khương gia còn vì vậy mà mất đi ngôi vị hoàng đế của phương Đông, bị giáng xuống thành vương tộc. Liên Na lỗ nói. Ở thời thượng cổ, đế quốc Lost và đế quốc phương Đông liên tục xảy ra chiến tranh trong một thời gian rất dài. Ban đầu là đế quốc phương Đông xâm lược đế quốc Lost của chúng ta. Thẩm lãng không khỏi kinh ngạc còn có chuyện này sao? Nhưng khi quan sát những di tích thượng cổ, có thể phát hiện, bên chiếm ưu thế trong cuộc đại chiến này là đế quốc Lost, tam giác quỷ chính là thành trì tiền tuyến của bọn họ, mà Lina lỗ lại nói là đế quốc phương đông xâm lược đế quốc Lost trước. Lina lỗ nói, do một biến cố, đế quốc Lost của chúng ta mất đi vị nữ hoàng trước đó, cả đế quốc lâm vào cảnh chia cắt, bảy đại vương tộc tranh giành ngôi vị hoàng đế, rơi vào nội chiến. Cảnh tượng này thật sự quen thuộc, xem ra cho dù là quốc gia nào, vị diện nào, chủng tộc nào, cũng đều sẽ xảy ra chuyện này. Lina lỗ tiếp tục nói, chính sự suy yếu này đã dẫn đến việc đế quốc Đông Phương xâm lược, chúng ta mất đi 2 phần 3 biển và lãnh thổ. Cuối cùng, thiên thần đã ban tặng cho chúng ta nữ hoàng Medusa vĩ đại, nàng mạnh mẽ, xinh đẹp, cao quý, vượt qua tất cả các vị tiên hoàng trước đó. Dưới sự lãnh đạo của nàng, chúng ta đã lấy lại đất đai, giành lại tất cả biển cả nhưng chúng ta không có hứng thú với lục địa cho nên chưa bao giờ có ý định tấn công đế quốc phương đông thẩm lãng nhìn thấy linh hồn của những thành viên vương tộc medusa này ngày càng mờ nhạt hiển nhiên là đang tiêu tán nói trọng điểm đi thời gian không còn nhiều thẩm lãng nói đừng để linh hồn của các tỷ tiêu tan một cách vô ích nếu không thì các tiểu tỷ tỷ khác hãy vào trước đi liên na lỗ nói bệ hạ thẩm lãng Ngài chắc nhìn ra sự khác biệt giữa đế quốc Lost và đế quốc Phương Đông. Thẩm Lãng nói: "Ta nhìn ra rồi, các tỷ dựa vào vũ lực, dựa vào tinh thần lực, cho nên có quân đoàn hải quái quy mô lớn, những con hải quái to lớn như tòa thành. Mà đế quốc Phương Đông dựa vào nền văn minh đá ác mộng, áo giáp và vũ khí tiên tiến." Liên Na Lỗ nói: "Phải, nhưng dưới sự lãnh đạo của nữ hoàng, quân đoàn hải quái của chúng ta ngày càng mạnh mẽ." hơn nữa biển cả là sân nhà của chúng ta đế quốc phương đông liên tục thất bại cũng chính vào lúc này đế quốc phương đông đã phá vỡ cấm kỵ lợi dụng thiên thần thuật ở thiên thần điện đánh cắp thiên thần lực tạo ra một loại thần thú vô cùng mạnh mẽ đó chính là cự long thẩm lãng kinh ngạc con cự long này lại được đế quốc thượng cổ tạo ra bằng cách sử dụng thiên thần thuật thiên thần lực ở thiên thần điện sao thiên thần thuật là gì thiên thần điện ở đâu liên na lỗ nói Cự Long là thần linh, không chỉ là vật tổ của đế quốc phương Đông, mà còn là vật tổ của đế quốc Lost của chúng ta, là thần thánh, bất khả xâm phạm, cho dù là con người, hay là chúng ta, cũng không nên đánh cấp sức mạnh của thần linh, nếu không sẽ bị trừng phạt. Mà đế quốc phương Đông, để đánh bại chúng ta, đã đánh cấp sức mạnh của thần linh, tạo ra thần thú chiến tranh, Cự Long, nghe đến đây, thẩm lãng có chút hiểu ra. Cự Long là thần linh, trên thế giới này, gần như có địa vị ngang bằng với tạo hóa đương nhiên nó có tồn tại hay không cũng không thể khẳng định bởi vì thế giới này dựa trên truyền thuyết mà cho dù là cự long của đại viêm hay là cự long của khương gia đều là thần thú chiến tranh do con người thượng cổ tạo ra bằng cách mượn một loại sức mạnh thần bí nào đó chúng là cự long nhưng không phải thần thảo nào thẩm lãng luôn cảm thấy kỳ lạ tại sao cự long của đế quốc phương đông lại giống với con rồng có cánh phun lửa trong truyền thuyết phương tây như vậy liên na lỗ nói bọn họ không chỉ tạo ra cự long mà còn lấy tinh huyết của cự long chế tạo ra vũ khí hủy diệt khủng khiếp long chi hối quả nhiên suy đoán của thẩm lãng là chính xác long chi hối thật ra là do đế quốc đông phương nghiên cứu chế tạo ra vào thời kỳ sau liên na lỗ nói cũng chính vào lúc này thái tử khương hiết để bảo vệ thế giới này đã phản bội đế quốc phương đông tiết lộ rất nhiều bí mật quân sự cho nữ hoàng medusa thẩm lãng nói bí mật gì liên na lỗ nói rất nhiều rất nhiều liên quan đến nền văn minh đá ác mộng liên quan đến lõi năng lượng gần như một mình ngài ấy đã dành mấy chục năm để giúp chúng ta xây dựng nên nền văn minh đá ác mộng của riêng mình đương nhiên còn có một bí mật quân sự quan trọng long trì thẩm lãng nói long trì là gì liên na lỗ nói sau khi cự long nở ra sẽ trưởng thành trong long trì trong long trì có nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ tốc độ phát triển của cự long khi ở trong đó vượt xa mọi tưởng tượng thẩm lãng lập tức nghĩ đến con cự long của mình đã trưởng thành như thế nào đáng thương thay nó phải đi tìm núi lửa sau đó không ngừng nuốt chửng năng lượng của dung nham đương nhiên nó còn ăn rất nhiều thứ khác thịt tinh thể đặc biệt kim loại đặc biệt để cấu thành cơ thể nhưng tất cả năng lượng đều đến từ việc nuốt chửng núi lửa mà theo như lời liên na lỗ long trì là một nơi rất đặc biệt bên trong nó có tất cả mọi thứ cần thiết cho sự trưởng thành của cự long bao gồm kim loại bí mật tinh thể bí mật Năng lượng hệ hỏa mạnh mẽ, tốc độ phát triển của Cự Long khi ở trong Long Trì có lẽ còn nhanh hơn cả khi ở trong núi lửa. Nói cách khác, Long Trì là căn cứ chiến lược để Đế quốc Đông Phương dùng để nuôi dưỡng Cự Long, cấp bậc chiến lược của nó là cao nhất. Lina lỗ nói, Thái tử Khương Hiết đã tiết lộ vị trí Long Trì cho chúng ta, mấy năm sau, vũ khí tài dương của chúng ta đã tấn công Long Trì của Đế quốc Phương Đông. Tất cả Cự Long bên trong đều bị năng lượng khủng khiếp ăn mòn toàn bộ long trì bị ô nhiễm hoàn toàn một số ấu long còn chưa trưởng thành đã chết sau đó thái tử khương hiết đã tự thú bị đế quốc phương đông bí mật xử tử từ đó về sau khương gia mất đi ngôi vị hoàng đế cơ gia lên thay thì ra là vậy thì ra là vậy vũ khí đồ long của đế quốc lót quả thực còn chưa hoàn thiện cấp bậc chưa đủ cao không thể trực tiếp giết chết cự long cho nên đã lựa chọn tấn công long trì gián tiếp gây ô nhiễm phóng xạ hạt nhân cho cự long chuyện này đây là tin tốt hay là tin xấu, thẩm lãng không biết nhất là bề ngoài, đó là một tin xấu, bởi vì không còn vũ khí đồ lông nào nữa, đã bị dùng hết rồi. Thẩm lãng nói, loại vũ khí tà dương này, không còn tồn kho sao, Liên Na lỗ nói, chắc là không còn, bởi vì cơ hội tấn công Long Trì rất quý giá, chỉ có một lần duy nhất, nhất định phải đánh một trận dứt điểm, tiến hành hủy diệt hoàn toàn, cho nên đã sử dụng tất cả vũ khí tà dương. Thẩm lãng nói, cự Long chỉ có ở trong Long Trì, tốc độ hồi phục mới nhanh nhất, tốc độ trưởng thành cũng nhanh nhất phải không liên na lỗ nói phải thẩm lãng nói vậy long trì của đế quốc phương đông là duy nhất sao liên na lỗ nói phải là duy nhất toàn bộ đế quốc phương đông đã phải trả giá rất lớn mới xây dựng được long trì duy nhất này sau khi nó bị hủy diệt đế quốc phương đông chắc hẳn đã thử xây dựng cái thứ hai nhưng chắc là chưa kịp hoàn thành đại diệt vong đã đến rồi từ những lời này thẩm lãng đã nắm được rất nhiều thông tin đồng thời đưa ra suy đoán. Bởi vì Khương Hiết phản bội, nên Khương Gia mất đi ngôi vị hoàng đế của đế quốc, cơ gia lên thay. Vậy có phải là Long Trì thứ hai do cơ gia chủ trì xây dựng, nhưng chưa xây xong, thì đại diệt vong thượng cổ đã đến. Nếu suy đoán táo bạo hơn, Đại Viêm đã tìm được di tích Long Trì thứ hai, đồng thời dốc hết toàn lực để sửa chữa. Và lợi dụng Long Trì này, để nuôi dưỡng một con cự long. Hoặc là hồi sinh một con cự long gần chết hoặc là hồi sinh một con cự long đã bị phong ấn vô số năm, cũng có thể, bởi vì Thẩm Lãng vẫn chưa thể phán đoán được con cự long của Đại Viêm đến từ đâu. Nhưng dù sao, cho dù hoàng đế Đại Viêm có sở hữu một cái long trì, thì đó cũng là long trì mà đế quốc thượng cổ chưa xây xong, hơn nữa sau khi trải qua đại diệt vong, dù Đại Viêm dốc toàn lực để sửa chữa, chắc chắn cũng chỉ là một phiên bản long trì yếu kém. Thẩm Lãng nói, "Liên Na lỗ tỷ tỷ, con cự long của ta thì sao? Nó chắc chắn chưa chết." nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống nào liên na lỗ nói cự long là một sinh vật vô cùng mạnh mẽ nó vừa là động vật lại vừa là sinh vật năng lượng muốn giết chết thể xác của nó thì dễ nhưng muốn giết chết linh hồn của nó lại vô cùng khó khăn hiểu rồi hiện tại thể xác con cự long này gần như đã chết chỉ còn lại một hơi thở long hồn nó hoàn toàn không phải là đối thủ của cự long đại viêm thẩm lãng nói nếu ta cứ để mặc nó tự hồi phục nó có thể sống sót không?" Lina lỗ nói, "Ta không hiểu nhiều về cự long, nhưng chắc là có thể, có lẽ cần vài chục năm, hoặc lâu hơn." Vài chục năm? Thẩm Lãng lấy đâu ra vài chục năm, hắn còn bao nhiêu thời gian? Không biết. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào con cự long kia của Đại Viêm, bởi vì nó cũng bị thương, những vết thương do cự long của Khương gia cắn xé tuy nặng, nhưng không đáng ngại, quan trọng là đòn tấn công cuối cùng của Thẩm Lãng vòng xoáy năng lượng kết hợp với địa ngục hồn châu đã làm cho nó trọng thương. Nhưng dù vậy, theo như suy đoán tồi tệ nhất của Thẩm Lãng, Hoàng đế Đại Viêm thật sự có một cái Long Trì, dù là phiên bản Long Trì siêu yếu, thì nhiều nhất là một hai năm, cự Long của Đại Viêm sẽ hồi phục hoàn toàn. Đến lúc đó, cự Long của Đại Viêm lại xuất hiện, đế quốc đại càng của Thẩm Lãng sẽ bị hủy diệt, trừ khi lúc đó, kế hoạch ngày tận thế của Thẩm Lãng đã thành công, chế tạo ra được bom nguyên tử. Thế nhưng, điều này gần như là không thể đừng ân học sĩ là một thiên tài siêu việt ông thật sự đã nghiên cứu ra thiết bị đánh chặn long chi hối hơn nữa còn ngang ngửa với thiết bị đánh chặn của thượng cổ hoàn toàn là do ông phát minh ra bằng lý luận mới nhưng điều quan trọng nhất để chế tạo bom nguyên tử chính là chiết xuất uranium theo như phương pháp hiện tại trên trái đất chính là sử dụng máy ly tâm về điểm này thẩm lãng chỉ có hiểu biết sơ lược dù là trí não cũng không có bản vẽ chi tiết hơn nữa quan trọng nhất là uranium là một thứ quá nguy hiểm thẩm lãng có chiếc nhẫn còn đỡ hơn chút có thể chống lại phóng xạ uranium những người khác một khi đến gần hoàn toàn là tự tìm đường chết nên không thể trực tiếp dùng uranium để làm thí nghiệm thẩm lãng nói nói cách khác để con cự long của ta nhanh chóng hồi sinh trở nên mạnh mẽ hơn cần phải có long trì long trì thật sự long trì hoàn thiện duy nhất của đế quốc phương đông sao liên na lỗ gật đầu phải bệ hạ thẩm lãng thẩm lãng đau khổ nói nhưng long trì duy nhất đó đã bị đế quốc của các tỷ dùng vũ khí tà dương hủy diệt rồi liên na lỗ nói nói chính xác là ô nhiễm ta ta mẹ kiếp thẩm lãng nói được rồi các tiểu tỷ tỷ thời gian không còn nhiều nữa các tỷ mau vào đi bóng dáng linh hồn của những thành viên vương tộc Medusa này đã rất mờ nhạt, nếu còn chần chừ, linh hồn của các nàng sẽ hoàn toàn tiêu tan. Liên Na lỗ nói, cảm ơn bệ hạ thẩm lãng. Sau đó nàng hóa thành một lùng sáng, chui vào viên địa ngục hồn châu trên long chi kiếm. Vèo, 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 hàng trăm linh hồn của vương tộc Medusa cũng lần lượt chui vào địa ngục hồn châu. Trong nháy mắt, bóng dáng linh hồn của những tiểu tỷ tỷ Medusa xinh đẹp tuyệt trần này, tất cả đều biến mất, cả lăng mộ trở nên trống rỗng. Cùng lúc đó, viên địa ngục hồn châu lại sáng lên, bên trong có vô số năng lượng thần bí cuồn cuộn, giống như vô số ngân hà và bóng tối tạo thành hoa văn, không ngừng chuyển động. Nhưng so với trước đây vẫn có chút khác biệt, thẩm lãng cảm nhận được, lần này năng lượng linh hồn trong địa ngục hồn châu càng mạnh mẽ hơn. Linh hồn của mấy trăm thành viên vương tộc Medusa chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với hơn một ngàn tế tự và học sĩ của hỏa thần giáo. Nhưng lần này, thẩm lãng chắc chắn sẽ không nỡ dùng địa ngục hồn châu để tấn công nếu không linh hồn của mấy trăm tiểu tỷ tỷ medusa sẽ tiêu tan thẩm lãng nhìn địa ngục hồn châu thở dài tất cả những điều này đều là duyên phận hy vọng sau này chúng ta có thể gặp lại sau đó thẩm lãng ngồi sổng trước mặt cự long nó vẫn bất động hắn nhắm mắt lại tiến vào lĩnh ngộ rồng phóng thích tinh thần lực cảm nhận sinh cơ của nó lúc này có thể cảm nhận được sinh cơ cực kỳ yếu ớt của nó có thể cảm nhận được nó đang hấp thu năng lượng của máu rồng dần dần hồi phục nhưng rất chậm không chỉ là vài chục năm mà có lẽ cần đến hơn trăm năm con cự long này mới có thể khôi phục như trước nhưng thời gian dành cho thẩm lãng nhiều nhất cũng chỉ có một năm thậm chí còn chưa đến một năm đối với thất bại trong trận đại chiến sông long lần này đối với việc cự long đang hấp hối nên trách ai trách hắn sao mang cự long trở về quá sớm trách hắn để cự long giao chiến với cự long của đại viêm quá sớm không không thể nói như vậy chẳng lẽ thẩm lãng phải trơ mắt nhìn cự long của đại viêm hủy diệt càng kinh sau đó là những thành trì khác tàn sát vô số người dân sao tuy thẩm lãng luôn miệng nói không yêu dân luôn miệng nói không quan tâm đến sống chết của người dân nhưng hắn vẫn quan tâm vẫn yêu dân giống như lúc dịch đậu mùa bùng phát ở hành tỉnh thiên tây hắn đã dốc hết sức để khống chế dịch bệnh, cứu sống vô số người. Nhưng lại nhường hết công lao cho Trương Xuân, thậm chí còn không muốn để cho người dân hành tỉnh Thiên Tây biết, càng không muốn nhận được sự biết ơn của bọn họ. Bây giờ, thẩm lãng mơ hồ cảm thấy, nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, khi Hoàng đế Đại Viêm xuất quan, thẩm lãng mới mang cự long trở về, thì kết quả của trận quyết chiến song long có lẽ đã khác. Lúc đó, cự long sẽ không chỉ rơi vào trạng thái hấp hối như hiện tại, mà có lẽ đã chết hẳn thậm chí còn có thể có hậu quả đáng sợ hơn. Kết quả hiện tại thoạt nhìn không tốt lắm, nhưng có lẽ lại là cơ hội chiến thắng duy nhất. Đương nhiên, trong đầu Thẩm Lãng đã có một ý tưởng, một ý tưởng vô cùng điên rồ. Long trì của đế quốc phương Đông thượng cổ đã bị ô nhiễm. Một kích cuối cùng của đế quốc Lost đã sử dụng tất cả vũ khí tà dương, không ai biết có bao nhiêu uranium, bao nhiêu năng lượng phóng xạ. Thẩm Lãng đã dễ dàng thu được mấy chục tấn mà đó chỉ là số uranium còn sót lại sau khi đế quốc Lost chế tạo vũ khí tà dương. Tuy chỉ có độ tinh khiết 1%, nhưng trong long trì thượng cổ đó có bao nhiêu uranium, mấy trăm tấn uranium có độ tinh khiết cao hơn. Đương nhiên, đại diệt vong thượng cổ đã qua rất lâu rồi, nhưng chu kỳ bán rã của uranium lên đến hàng tỷ năm. Cho nên, khoảng thời gian từ đại diệt vong thượng cổ đến nay tuy dài đằng đẵng đối với nền văn minh nhân loại, nhưng đối với chu kỳ bán rã của uranium chỉ là một khoảnh khắc cho nên phóng xạ trong lông trì kia vẫn còn rất khủng khiếp thậm chí không thể đo lường được nếu đưa con cự long sắp chết này bỏ vào lông trì tràn ngập năng lượng phóng xạ kinh khủng đó chuyện gì sẽ xảy ra cự long sẽ chết ngay lập tức hay là sẽ xảy ra đột biến chưa từng có biến dị không biết không thể tưởng tượng được nhưng nếu xảy ra biến dị thì chắc chắn có thể gọi là điên cuồng niết bàn cho nên ý tưởng này của thẩm lãng Thật sự vô cùng điên rồ. Ngươi tưởng nó là Godzilla sao, con cự long này sợ phóng xạ uranium đến mức nào? Điều này đã được thể hiện rõ ràng ở phương Tây. Thậm chí, hiện tại, mọi người đều biết cự long trăm thù uranium là bản năng, bởi vì nguồn gốc của điều này đến từ thời thượng cổ, cách đây vô số năm. Thẩm Lãng đưa tay vuốt đầu cự long, nhỏ giọng nói, "Long ơi long, ta phải làm sao? Có nên mạo hiểm hay không?" Ngươi sợ uranium nhất, cho dù chỉ có một kg, ngươi cũng sẽ hủy diệt cả thành trì. Mà trong long trì thượng cổ kia, có lẽ có đến mấy trăm tấn, thậm chí còn nhiều hơn. Cự long đương nhiên sẽ không trả lời hắn, bởi vì nó chỉ còn cách cái chết nửa bước. Thẩm lãng nhắm mắt lại, suy nghĩ về tất cả những điều này, còn tiến vào cảnh giới cảm ngộ rồng. Cho dù là cự long của đại viêm, hay là cự long của thẩm lãng, đều rất giống với cự long trong truyền thuyết phương tây chứ không phải thần long của phương đông cự long trong truyền thuyết phương tây tượng trưng cho điều gì hủy diệt sự hủy diệt này không chỉ là cự long hủy diệt những thứ khác mà còn là tự hủy diệt ở cấp bậc cao hơn miết bàn trong sự hủy diệt bất tử trong sự hủy diệt chết đi để sống lại đương nhiên đây không chỉ là suy đoán bừa bãi của thẩm lãng mà còn là một loại cảm ngộ của hắn không phải cảm ngộ về bản thân mà là cảm ngộ về thế giới này sau đại diệt vong thượng cổ nền văn minh lại được hồi sinh tuy nền văn minh lần này dường như không tiên tiến và cường đại như thời thượng cổ mà điều quan trọng nhất là thẩm lãng đã ngửi thấy hơi thở cổ xưa này từ biển dung nham nóng chảy bị đóng băng từ đại lục cực bắc bị đóng băng chết đi để sống lại hắn cũng cảm nhận được điều này từ tinh thể địa ngục đáng sợ kia biển dung nham nóng chảy bị đóng băng đại lục cực bắc bị đóng băng không phải do tinh thể địa ngục phóng thích năng lượng băng hàng, mà là do chúng đang nuốt chửng tất cả năng lượng. Nuốt chửng nhiều năng lượng như vậy, gần như là năng lượng của nửa thế giới, tinh thể này muốn làm gì, chết đi để sống lại sao, đây mới là bí mật cuối cùng của thế giới này sao, vậy đối với thẩm lãng và con cự long này, đây cũng là một vấn đề quan trọng. Thẩm lãng hít sâu một hơi. Hắn đã quyết định, hắn sẽ mang cự long đến Long Trì, nơi tràn ngập năng lượng phóng xạ khủng khiếp chết đi để sống lại. Hắn chính thức đặt tên cho nó là kế hoạch niết bàn điên cuồng. Nhưng bây giờ có một vấn đề đặt ra trước mắt thẩm lãng, Long Trì Thượng Cổ ở đâu, đây từng là bí mật tuyệt đối của đế quốc phương Đông Thượng Cổ, rất ít người biết. Nữ hoàng Medusa biết, Thái tử Khương Hiết biết, hai đời vương tộc cuối cùng của Khương Gia biết. Vậy bây giờ vấn đề là, Hoàng đế Đại Viêm có biết không? Khương Ly có biết không? Thật sự rất khó để truy tìm tiếp chúng ta giả sử khương ly biết chuyện này vậy tại sao ông không nói cho thẩm lãng trong di thư điều này cũng dễ hiểu bởi vì long trì thượng cổ đã bị hủy diệt hiện tại tràn ngập phóng xạ khủng khiếp hoặc nhìn không có bất kỳ giá trị nào hơn nữa còn là chỗ chết của loài rồng cho nên khương ly không muốn con trai của mình mạo hiểm vậy chúng ta giả sử hoàng đế đại viêm cũng biết bí mật và vị trí của long trì thượng cổ vậy tại sao ông ta không mang cự long đến long trì thượng cổ điều này cũng rất dễ hiểu bởi vì cự long của ông ta còn sống, không cần mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, năm đó khi ông ta và Khương Ly tranh đấu, dù trong thời điểm nguy hiểm nhất, Khương Ly cũng chết một cách bí ẩn, bị ám sát bằng thủ đoạn không rõ. Nói cách khác, trong số những người còn sống, người duy nhất biết bí mật về vị trí Long Trì thượng cổ, rất có thể chính là hoàng đế Đại Viêm. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Thẩm Lãng. Vậy Thẩm Lãng phải làm gì? Trước tiên, hắn phải tìm được Long Trì thượng cổ hắn lập tức có ba ý tưởng. Ý tưởng thứ nhất, tìm kiếm câu trả lời từ Thái tử Khương Hiết và từ hai đời vương tộc cuối cùng của Khương Gia. Cách thứ hai, một phần ký ức liên quan đến đại kiếp minh vương trong đầu hắn đã được giải mã, hơn mấy vạn chữ đều là miêu tả về cự long. Đương nhiên những chữ này gần như không thể hiểu được, nhưng kết hợp với cảm ngộ rồng sơ cấp, lại có thể hiểu được một chút, có thể tìm được vị trí của long trì từ đó hay không. Cách thứ ba, thẩm lãng đến kim tự tháp ở phế lost tiến hành giai đoạn tiếp theo của lĩnh ngộ rồng, có thể tìm được thông tin về Long Trì trong đó hay không? Bởi vì lượng thông tin trong cảm ngộ rồng là phức tạp nhất, một trong những thông tin cơ bản chính là lịch sử của cự long. Long Trì bị vũ khí Tà Dương hủy diệt, đồng thời bị ô nhiễm hoàn toàn, đối với long tộc mà nói, chắc chắn đây là một sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng. Đương nhiên ba cách này chỉ là ý tưởng của Thẩm Lãng, vẫn chưa chắc đã hiệu quả. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, suy nghĩ nên sử dụng cách nào để tìm được Long Trì thượng cổ. Bởi vì một khi đã lựa chọn một cách nào đó, có nghĩa là phải bỏ ra thời gian, nếu thất bại, lãng phí không chỉ là thời gian, mà còn là cơ hội trong tương lai. Rất nhanh, Thẩm Lãng đã loại bỏ cách thứ nhất, cho dù là thái tử Khương Hiết hay là hai đời vương tộc cuối cùng của Khương gia, đều đã hóa đá, hoàn toàn không còn linh hồn. Hơn nữa, trong cuộn giấy da mà Thẩm Lãng lấy được từ quan tài đá của vương tộc Khương gia, cũng không hề có thông tin về vị trí Long Trì. Cách thứ hai, cần rất nhiều thời gian bởi vì một khi bắt đầu nghiên cứu mấy vạn chữ đó sẽ lập tức bị cuốn hút vào hoàn toàn quên mất thời gian cách thứ ba nếu thẩm lãng lại tiến hành lĩnh ngộ rồng các vị đại hiền sẽ chết chỉ vì vị trí của long trì mà phải hy sinh cho lần lĩnh ngộ rồng cuối cùng này sao với lại trong lĩnh ngộ rồng thật sự có thông tin về vị trí long trì sao thực ra thẩm lãng còn có một cách khác trong đầu ai là người đã dùng vũ khí tài dương để hủy diệt long trì thượng cổ chính là nữ hoàng medusa cho nên nàng mới là người hiểu rõ nhất. Cho nên muốn biết Long Trì Thượng Cổ ở đâu, tìm nữ hoàng Medusa là cách trực tiếp và hiệu quả nhất. Đương nhiên, vị nữ hoàng bệ hạ này đã không còn tung tích, nhưng nàng có một bức tượng khổng lồ ở tam giác quỷ, còn ở trạng thái ẩn. Ở phế tích đế quốc Lost, mỗi ngày đều xuất hiện hình ảnh hải thị thần lâu của nữ hoàng Medusa, lúc đó hơn một triệu hải quái sẽ hoàn toàn chìm đắm, thậm chí không quan tâm đến sống chết rõ ràng chúng không phải bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nữ hoàng Medusa, mà là một loại giao lưu. Chúng nhìn thấy rất nhiều thứ từ đôi mắt của nữ hoàng Medusa, còn nhìn thấy tất cả những gì chúng mong muốn. Lịch sử đế quốc Lost thượng cổ, những gì chúng đã trải qua, thẩm lãng đã nghiên cứu về điều này. Cho nên dù chỉ là bức tượng của nữ hoàng Medusa, cũng có thể giao tiếp. Đương nhiên, mang theo tiểu bảo bối yêu yêu đi cùng, có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, ở một mức độ nào đó, Thẩm Lãng và nữ hoàng Medusa vẫn có mối quan hệ khá mật thiết, hắn là hậu duệ của thái tử Khương Hiết, long chi kiếm của Thẩm Lãng còn được rút ra từ vành tai của nàng. Nhưng bây giờ có một vấn đề lớn, làm sao để Thẩm Lãng rời khỏi đây, ra khỏi lăng mộ thượng cổ rất đơn giản, tiểu tỷ tỷ Medusa đã ghi chép lại cách đi ra rất rõ ràng, vấn đề là làm sao để rời khỏi vùng biển này. Nơi này cách đất liền hơn vạn dặm gần một canh giờ sau thẩm lãng đi bộ mấy vạn mét cuối cùng rời khỏi lăng mộ khổng lồ của vương quốc na lỗ đến một hòn đảo đen kỳ lạ xung quanh hòn đảo này là sương mù dày đặc bao phủ cả vùng biển năm đó đội thuyền của cừu yêu nhi đã bị mắc cạn ở gần đây rơi vào tuyệt cảnh cũng vào lúc đó nàng đã mất tích trên hòn đảo đen này đồng thời nàng cũng phát hiện ra lăng mộ của medusa và gặp gỡ nữ vương na lỗ nhưng theo như lời cừu yêu nhi kể lại sau khi nàng rời khỏi hòn đảo nhỏ này đã chìm xuống đáy biển biến mất bây giờ nó lại nổi lên rõ ràng là do một nguyên nhân trận đại chiến của hai con rồng thật muốn chết nơi này cách thành nộ triều hơn vạn dặm hoàn toàn không có bất kỳ thuyền bè nào đi qua thẩm lãng không biết bay cự long thì chưa biết sống chết không thể đánh thức làm sao để thẩm lãng rời khỏi đây bơi sao thôi đi cả năm cũng không bơi được vạn dặm ở một mức độ nào đó chẳng phải là kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay sao nhưng thẩm lãng không hề hoảng loạn bởi vì thành nộ triều nhất định sẽ phái quân đoàn không quân quy mô lớn đến tìm kiếm trong vùng biển vạn dặm này trận đại chiến lần này cựu long của đại viêm đã trở về mà thẩm lãng và cự long của khương gia lại không thấy đâu người đại càng sao có thể cam tâm nhất định sẽ phái tất cả không quân tất cả hải quân đến tìm kiếm Tuy nơi này cách thành nộ triều rất xa, nhưng nếu đại tràng phái mấy trăm ngàn người đến tìm kiếm, cựu yêu nhi có ký ức đặc biệt về nơi này, nên khả năng bọn họ tìm thấy thẩm lãng rất cao, sẽ không mất nhiều thời gian. Thẩm lãng chỉ cần ở đây chờ đợi là được. Nếu quân đội của yêu mẫu tham gia tìm kiếm, thì tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Thẩm lãng nhắm mắt lại, ngồi xuống, bắt đầu giải mã đoạn thông tin của đại kiếp Minh Vương đã lộ ra. Bởi vì hoàn toàn là văn tự của dị tộc, logic hoàn toàn khác biệt, nên việc giải mã rất khó khăn thẩm lãng tỉ mỉ giải mã từng chữ một còn phải kết hợp với lĩnh ngộ rồng hiểu càng sâu thẩm lãng càng hiểu rõ thứ mà linh hồn đại kiếp minh vương muốn truyền thừa dường như không phải là bí mật nào đó mà là một nền văn minh cho dù trực tiếp giải mã những ký ức tinh thần này ngươi cũng sẽ không hiểu bởi vì không nhận ra một chữ nào nhưng lúc này kết hợp với lĩnh ngộ rồng lại có thể dần dần hiểu được thật lợi hại lĩnh ngộ rồng là dành cho năng lượng tư duy lịch sử quá trình tiến hóa của long tộc giống như một điểm neo sau đó dựa vào điểm neo phát minh ra ngôn ngữ và văn tự độc lập hình thành một nền văn minh đặc biệt thứ mà đại kiếp minh vương muốn truyền thừa còn quan trọng và vĩ đại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của thẩm lãng bởi vì đối phương không trực tiếp truyền đạt ký ức và bí mật mà giống như học sinh tiểu học bắt đầu học lại những chữ cái mới đây là muốn truyền thừa tinh hoa của cả nền văn minh cho ta sao? Các ngươi kỳ vọng vào ta quá nhiều rồi. Sứ mệnh này quá to lớn, chỉ có trời mới biết lượng thông tin trong đó lớn đến mức nào, theo như thẩm lãng ước tính sơ bộ, có khoảng 400 triệu TB, tương đương với 2.000 tỷ giga ba dung lượng phim chất lượng cao. Kết hợp với cảm ngộ rồng sơ cấp, thẩm lãng đã giải mã được một phần trong số mấy vạn chữ này. Cảm ngộ rồng rất mơ hồ, là một cảm giác rất khó diễn tả, mà những chữ này lại có thể khiến cho cảm giác mơ hồ đó trở nên rõ ràng hơn điều này thật vĩ đại rất nhiều nhà khoa học thiên tài có những tư tưởng rất vĩ đại trong đầu nhưng làm sao để diễn đạt những tư tưởng đó khiến cho người khác hiểu được đây chính là nền tảng của một nền văn minh bản chất của cự long là một đoạn nào đó của thần long chúng là năng lượng cũng là vật chất nhưng nói cho cùng vẫn là năng lượng muốn tiêu diệt hoàn toàn một con cự long phải tiêu diệt sinh cơ năng lượng của nó đây là một việc vô cùng khó khăn gần như không thể thực hiện được thế nhưng chỉ cần tiêu diệt được thể xác của nó nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ say hoặc cần đến hàng ngàn hàng trăm năm mới có thể hồi sinh đây chính là nội dung mà thẩm lãng dần dần giải mã được có một số điều rất dễ hiểu nhưng cũng có một số điều rất khó hiểu một đoạn của thần long là gì không phải là lỗi dịch của thẩm lãng mà là sau khi suy nghĩ rất lâu hắn chỉ có thể dùng từ ngữ này để diễn đạt. Loại văn tự đặc biệt này thật sự rất hao tổn tinh thần, một khi bắt đầu nghiên cứu, toàn bộ tinh thần và thể xác đều chìm đắm vào đó, giống như máy tính đang chạy một chương trình nào đó, trực tiếp chiếm dụng 100% CPU và RAM, hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện xung quanh. Bỗng nhiên thẩm lãng giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, lập tức nhìn thấy cừu yêu nhi và tiểu bảo bối yêu. Sao? Nhanh vậy, thẩm lãng hoàn toàn bất ngờ, hắn biết, sẽ không lâu nữa người của thành nội triều sẽ tìm đến đây nhưng không ngờ lại nhanh như vậy cừu yêu nhi lao đến ôm chặt lấy thẩm lãng không nói gì nhưng tâm trạng lại rất xúc động có một loại cảm giác như vừa thoát chết rõ ràng là thẩm lãng thoát chết nhưng nàng lại cảm động lây không ai tin ngươi đã chết không ai tin ngươi đã thua nhưng nếu ngươi thật sự chết rồi rất nhiều người sẽ đi theo ngươi cừu yêu nhi run rẩy nói bao gồm cả ta thẩm lãng nói sao ngươi tìm được ta nhanh vậy? Cừu yêu nhi nói, là yêu yêu, con bé nói cho ta biết, ngươi ở đây. Chuyện này, thật kỳ diệu. Cách xa hơn vạn dặm, vậy mà tiểu bảo bối yêu yêu lại có thể cảm ứng được thẩm lãng, quả nhiên là con gái của nữ vương Medusa. Mà lúc này, yêu yêu đã ngủ say, giống như lúc con bé ở thành quyên, sinh cơ bị hao tổn. Lúc đó, tinh thần và linh hồn của con bé quá mạnh mẽ, bởi vì thừa hưởng tinh thần của vương tộc medusa nhưng thể xác lại là huyết mạch của cừu yêu nhi tuy rất mạnh nhưng vẫn không chịu nổi linh hồn cường đại của con bé cho nên lúc đó yêu yêu phải ngủ suốt ngày bởi vì sinh cơ của thể xác không chịu nổi linh hồn mạnh mẽ như vậy trước khi biến mất nữ vương medusa đã tặng cho tiểu bảo bối yêu yêu một thứ từ đó về sau yêu yêu mới có thể rời khỏi phòng vô trùng mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời mới có thể tự do hô hấp, mỗi ngày đều có thể vui chơi, học tập như những đứa trẻ bình thường, chứ không phải lúc nào cũng ngủ. Nhưng dù vậy, thể xác của con bé vẫn nhỏ hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, rõ ràng đã 11 tuổi, nhưng nhìn chỉ như 7-8 tuổi. Nhưng lần này, để tìm cha, con bé chắc chắn đã hao tổn rất nhiều tinh thần lực, cho nên lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Thẩm Lãng đau lòng ôm Y Khiêu vào lòng. Mấy năm nay Thẩm lãng biết yêu yêu rất đặc biệt, biết con bé có thể giúp đỡ rất nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn không làm gì. Hắn hy vọng yêu có thể có một tuổi thơ vui vẻ, càng không muốn con bé bị hao tổn sinh cơ. Nhưng lần này, yêu vẫn bị tổn thương vì hắn. Thẩm lãng nói, đi thôi. Thẩm lãng đưa tay vuốt đầu đại siêu. Cạt, đại siêu cúi đầu, tỏ vẻ buồn bã. Không sao, chẳng phải ta vẫn ổn sao. Thẩm lãng nói, ngươi là siêu chiến thú trâu bò, sao càng ngày càng giống cúng con vậy trong ghen của đại siêu không có ghen của chó chỉ là nó quá thông minh hơn nữa rất gần gũi và với con người nó còn biết tự điều chỉnh nằm ở tư thế thoải mái nhất nên không hiểu sao lại từ một con quái thú chiến đấu biến thành một thú cưng vừa có thể chiến đấu vừa có thể làm nũng thẩm lãng ôm yêu cùng cừu yêu nhi cưỡi lên lưng đại siêu thẩm lãng nói đến tam giác quỷ đại siêu giang rộng đôi cánh bay lên trời bay về phía tam giác quỷ còn con cự long kia, trước tiên cứ để nó ở trong lăng mộ của vương tộc Medusa sao? Đúng vậy, còn có thể làm gì khác? Ngươi cũng không thể mang nó theo được. Hơn nữa lăng mộ của vương tộc Medusa, không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến vào. Đại Siêu Lao vút đi, bay thẳng về phía Tam Giác Quỷ. Bay thẳng hai vạn dặm, rốt cục một lần nữa đặt chân đến Tam Giác Quỷ. Sương mù đen vẫn cuồn cuộn giữa đất trời nơi đây vô số lốc xoáy và tia chớp vẫn như xưa từng là cấm địa nhưng giờ đây đối với thẩm lãng mà nói nơi này giống như nhà mình ra vào tự nhiên bước vào trong tam giác quỷ bên trong vẫn xa hoa như trước thậm chí ngay cả không khí cũng thoải mái hơn rất nhiều không biết có phải ảo giác của ta hay không ta cảm thấy không khí ở đây tốt hơn rất nhiều cừu yêu nhi lên tiếng không chỉ là không khí mà cả năng lượng môi trường cũng tốt hơn rất nhiều thẩm lãng nói không phải ảo giác đâu hàm lượng dưỡng khí ở đây quả thực cao hơn không ít môi trường cũng khác với bên ngoài cừu yêu nhi hỏi là bởi vì nơi này tốt lên hay là bởi vì bên ngoài tệ đi thẩm lãng đáp là bởi vì bên ngoài tệ đi trước kia thẩm lãng không hiểu những điều này nhưng hiện tại hắn đã rõ ràng đại lục cực bắc đóng băng đối với toàn bộ sinh thái thế giới đều có ảnh hưởng cực lớn trước khi vòng trời kia hình thành không khí của toàn thế giới đều không ngừng bị ăn mòn bị hút lên không trung đại lục cực bắc sau đó ngưng kết thành băng tuyết rơi xuống may mắn là bạch ngọc kinh đã tạo ra vòng trời ngăn cách đại lục cực bắc với bên ngoài hoàn toàn nếu không thì khí hậu của toàn thế giới đều sẽ biến đổi dữ dội hơn nữa trải qua mấy trăm năm không khí không biết sẽ loãng đến mức nào mục tiêu quan trọng nhất hiện tại của thẩm lãng chỉ có một tiêu diệt hoàng đế đại viêm bởi vì hai bên là mối quan hệ ngươi chết ta sống không chỉ có thù oán không đội trời chung mà hai người cũng chỉ có thể còn sống một người nhưng đối với thế giới này mà nói vấn đề mấu chốt nhất vẫn là ở đại lục cực bắc tinh thể địa ngục kia đóng băng thế giới thông vệ năng lượng vô tận rốt cuộc là vì cái gì đây mới là chân tướng cuối cùng của thế giới này nhưng thẩm lãng không thể suy nghĩ quá sâu về vấn đề này bởi vì vấn đề này quá lớn lớn đến mức có thể thôn vệ toàn bộ tâm trí của hắn, khiến hắn coi thường kẻ địch trước mắt. Thẩm Lãng cưỡi đại siêu, hướng một mục tiêu lao vút đi, lao vút đi. Khung cảnh thành thị của đế quốc Lost thật mỹ lệ, một nửa nằm dưới mặt biển, một nửa ẩn hiện trên mặt biển, tràn ngập cảm giác mộng ảo thần bí. Lần này Thẩm Lãng đến đây, không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, dù hắn biết dưới đáy biển có vô số hải quái, trải dài hàng triệu dặm đó là hậu duệ cuối cùng của đế quốc Lost, đã trải qua quá trình tiến hóa và là thoái hóa ngược. Nhưng những hải quái này đều không lộ diện. Thẩm lãng tiếp tục điều khiển đại siêu bay vào sâu trong tam giác quỷ. Bay đến trung tâm của tam giác quỷ. Nơi này, có một pho tượng nữ hoàng Medusa khổng lồ, sừng sững như một ngọn núi. Lần trước thẩm lãng tìm kiếm Long chi kiếm, chính là dựa vào quan ảnh hải thị thận lâu, dựa vào đặc điểm phân bố kiến trúc của quảng ảnh, mới tìm được sự tồn tại của nó trong toàn bộ quá trình đó thẩm lãng không dám nhìn thẳng vào mắt của nữ hoàng medusa dù chỉ là pho tượng lúc đó hắn thủy chung quay lưng về phía pho tượng thẩm lãng nói được rồi đại siêu các ngươi dừng ở đây đi đại siêu và cừu yêu nhi đều không chịu nổi ánh mắt của nữ hoàng medusa nên để bọn họ trốn sau lưng pho tượng là tốt nhất hiếp sâu một hơi thẩm lãng thôi động năng lượng từ bộ giáp thượng cổ chậm rãi bay lên không trung bộ giáp thượng cổ này tuy lợi hại nhưng vẫn không thể bay đường dài bay đến trước mặt nữ hoàng medusa chậm rãi bay lên cao càng ngày càng cao càng ngày càng cao trong toàn bộ quá trình hắn hoàn toàn không nhìn thấy pho tượng nữ hoàng medusa bởi vì nó đã hoàn toàn ẩn hình nhưng hắn biết rõ chiều cao của pho tượng chiều cao của đôi mắt hắn có thể tính toán được ở khoảng cách nào độ cao nào mới có thể đối diện hoàng mỹ với nữ hoàng medusa chính là vị trí này thẩm lãng lại hít sâu một hơi điều này quả thực cần rất nhiều dũng khí bởi vì trong rất nhiều di tích thượng cổ có một số người biến thành hóa thạch không phải vì đại diệt tuyệt mà càng giống như là bị ánh mắt của medusa nhìn chằm chằm ví dụ như trong căn cứ bí mật nghiên cứu long chi hối của gia tộc họ chút có không ít người biến thành đá chuẩn bị xong thẩm lãng mở mắt ra trước mắt vẫn trống rỗng như trước nhưng ngay sau đó, một hồi quang ảnh vạn vẹo biến ảo, pho tượng nữ hoàng Medusa ẩn hình hiện ra trước mắt, sừng sững như núi. Dung nhan của nàng xinh đẹp nhường nào, khuynh quốc khuynh thành ra sao, Thẩm Lãng không biết. Bởi vì hắn đang đối diện với đôi mắt của nàng. Hơn nữa ở khoảng cách này, hai mắt hoàn toàn đối diện nhau. Cho nên Thẩm Lãng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt ấy. Không cách nào hình dung được đôi mắt này. Như vực sâu thăm thẳm, như địa ngục lại như thiên đường như ngân hà rực rỡ lại như hắc động vô tận trong nháy mắt vô số hình ảnh vô số tin tức xuyên qua con mắt medusa tràn vào não bộ thẩm lãng não bộ của hắn như thể nổ tung trong nháy mắt trực tiếp trở thành một mảng trắng xóa tinh thần lực của thẩm lãng lúc này đã rất mạnh mẽ không chỉ trải qua truyền thừa linh hồn đại kiếp minh vương còn tiếp nhận thanh tẩy của địa ngục hồn vâu nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi ánh mắt của nữ hoàng Medusa, hơn nữa đây chỉ là đôi mắt của pho tượng. Cảm giác này không cách nào hình dung, giống như quá tải. Một chiếc máy tính, trong một giây bị ghi vào hàng trăm tê thông tin, căn bản không chịu nổi, trực tiếp sập nguồn. Cũng may là Thẩm Lãng, nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, trong nháy mắt sẽ hồn phi phách tán. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lãng dần dần tỉnh lại, não bộ của hắn như được khởi động lại nhưng sau đó hắn nhìn thấy vô số thông tin vô số hình ảnh thiên văn số tự cảm giác này không cách nào hình dung giống như xem phim chúng ta đồng thời chỉ có thể xem một bộ phim cùng lắm là vừa xem phim vừa làm việc khác mà hiện tại giống như có hàng triệu bộ phim đồng thời được phát tất cả đều chui vào mắt bạn bạn không thể không xem nhưng lại như chẳng nhìn thấy gì cả rất lâu sau thẩm lãng mới hiểu đôi mắt pho tượng nữ hoàng medusa này giống như một người ghi chép lịch sử mỗi ngày nó đều cố định phát ra hình ảnh ký ức của nữ hoàng medusa cuộc đời của nữ hoàng medusa dài đằng đẵng trải qua rất nhiều chuyện nên ký ức cũng vô cùng vô tận mà những ký ức này được truyền tải theo một cách thức có vẻ hoàn toàn hỗn độn trong thời gian rất ngắn đã phát hết một chu kỳ vậy tại sao những con hải quái kia lại chìm đắm trong đó mà đầu óc không bị nổ tung bởi vì chúng đặc biệt ngu xuẩn nên có thể quên đi phần lớn suy nghĩ chúng chỉ tiếp thu những thứ thuộc về mình thẩm lãng cũng biết sở dĩ có bức tượng này là bởi vì nàng không muốn đế quốc lót diệt vong nàng muốn dựa vào loại tinh thần linh hồn này vĩnh viễn truyền thừa đế quốc lót dù cho đại diệt tuyệt dù cho những hậu duệ của đế quốc lót này phản tổ biến thành hải quái nguyên thủy cũng muốn truyền thừa tinh thần linh hồn này khắc sâu vào trong đầu óc của những hải quái này đời này qua đời khác điều này thật vĩ đại phi thường ghê gớm trên thực tế nữ hoàng medusa đã thành công sau đại diệt tuyệt thượng cổ đế quốc lót cũng hoàn toàn diệt vong nhưng bởi vì sự tồn tại của bức tượng này khiến cho càng ngày càng nhiều hải quái nguyên thủy tụ tập xung quanh hình thành một đế quốc lót khác thậm chí còn từng tồn tại ngắn ngủi đế quốc lót đệ nhị có lẽ là bởi vì trong số những hải quái này xuất hiện một kẻ cực kỳ ưu tú nó tiếp thu được nhiều ký ức nhất của nữ hoàng Medusa. Hải quái này chính là yêu mẫu, cho nên nó mới có thể thành lập nên đế quốc Lost đệ nhị. Điều này, có phải có chút giống với đại kiếp minh vương hay không? Chỉ là đại kiếp minh vương là truyền thừa to lớn trong một lần, còn nữ hoàng Medusa thì cường đại vô song, vô số năm như một ngày, mỗi lúc đều thông qua đôi mắt của mình, phát ra ký ức tinh thần, truyền thừa đế quốc Lost. Mà người bình thường căn bản không tiếp thu nổi thông tin của nàng, trực tiếp hóa đá hoặc hồn phi phách tán. Thẩm lãng là ngoại lệ, bởi vì trên người hắn có ấn ký tinh thần của nữ vương Na Lỗ, hơn nữa hắn sở hữu tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, bí mật của thế giới này đã từng chút một triển khai trước mặt thẩm lãng như một bức tranh cuộn. Chỉ đáng tiếc là, hiện tại thẩm lãng không có tâm trạng đi tìm hiểu những thông tin này của nữ hoàng Medusa, bởi vì số lượng dữ liệu quá lớn. Hắn giống như một cái siêu máy tính, trước tiên phải hoàn thành phép tính quan trọng nhất, sau đó mới đến lượt các nhiệm vụ khác. Lúc này, Thẩm Lãng muốn tìm kiếm thông tin về Long Trì trong vô số thông tin từ ánh mắt của nữ hoàng Medusa. Điều này còn khó hơn mò kim đáy biển. Giống như không có bất kỳ manh mối nào mà tìm kiếm trong máy tính, từ hàng trăm tê tài liệu, tìm ra một bức ảnh. Lúc này Thẩm Lãng lại một lần nữa cảm thán, may mà lúc trước đã nghiên cứu ký ức tinh thần của Đại Kiếp Minh Vương, may mà lĩnh ngộ rồng của hắn đã nhập môn, nên đối với một số văn tự đặc thù có chút hiểu biết nếu không những ký ức này của nữ hoàng medusa hắn hoàn toàn không cách nào giải mã đương nhiên hiện tại hắn có thể giải mã cũng không nhiều phần lớn đều xem không hiểu truyền thừa ký ức của nữ hoàng medusa đối với thẩm lãng mà nói phần lớn đều ở trạng thái mã hóa không phải cố ý mã hóa mà là hình thái văn minh bất đồng nên hoàn toàn không rõ bởi vì nàng không phải dùng video cũng không phải dùng hình ảnh cũng không phải là văn tự mà là một loại phương thức thông tin đặc thù điều này cũng liên quan đến loại văn tự thẩm lãng mới lĩnh ngộ ra văn minh ngoại tộc văn tự văn minh ngoại tộc mà thẩm lãng tạm thời có thể hiểu được rất ít phần lớn đều liên quan đến long tộc nhưng đây cũng là một ưu thế rất lớn ví dụ như trên một tờ giấy lớn viết hàng ngàn chữ đều không nhận ra chỉ có duy nhất một chữ nhân là quen thuộc cho nên nó sẽ trở nên vô cùng nổi bật văn tự văn minh ngoại tộc mà thẩm lãng giải mã được chỉ có long tộc cho nên hắn có thể nhìn thấy từ trong thông tin của nữ hoàng medusa cũng chỉ có thông tin long tộc số lượng cũng không ít hàng vạn hàng trăm ngàn loại bỏ những thứ này thẩm lãng tập trung vào long trì tìm kiếm ký ức liên quan đến long trì của nữ hoàng medusa rất nhanh chỉ vài giờ sau thẩm lãng tìm thấy ký ức thông tin về long trì hắn đã tìm thấy long trì thượng cổ vậy mà lại ở chỗ này sao thẩm lãng thật sự không ngờ tới long trì thượng cổ lại ở chỗ này trước đây hắn đã nghĩ tới rất nhiều nơi ví dụ như vùng biển phía nam lăng mộ thượng cổ của khương gia thậm chí là viêm kinh càng kinh hắn đều từng nghĩ qua nhưng dựa theo ký ức tinh thần của nữ hoàng medusa thẩm lãng phát hiện long trì thượng cổ vậy mà lại ở ngọc kinh sơn đúng là ngọc kinh sơn của bạch ngọc kinh chẳng lẽ đây chính là nguồn gốc của cái tên bạch ngọc kinh sao ao rồng này nằm ngay trong ngọc kinh sơn thế lực của bạch ngọc kinh ở đâu không ai trên thế gian biết rõ chỉ biết ở cực bắc nơi nào có tuyết thì nơi đó thuộc về bạch ngọc kinh nhưng tất cả mọi người đều biết ranh giới của bạch ngọc kinh ở đâu ngọc kinh sơn chính là cửa ngõ của bạch ngọc kinh là ranh giới giữa nó và thế tục nơi này là cấm địa của toàn thế giới không có sự cho phép của bạch ngọc kinh bất kỳ ai cũng không được bước vào kể cả hoàng thất đại viêm hiện tại xem ra đây là bởi vì một nguyên nhân đặc thù nào đó là bởi vì trong ngọc kinh sơn này ẩn giấu bí mật kinh người long trì thượng cổ này đã bị ô nhiễm bên trong có vô số phóng xạ bạch ngọc kinh đã dùng phương pháp gì che giấu tất cả phóng xạ không để lộ ra ngoài nếu không thì với cường độ phóng xạ cao như vậy vào ban đêm sợ là sẽ phát ra ánh sáng kỳ dị cách xa ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy thế giới này càng ngày càng thú vị khắp nơi đều tràn ngập bí mật nhưng khắp nơi lại như không có bí mật như vậy tiếp theo thẩm lãng muốn đi một chuyến đến long trì thượng cổ cũng chính là ngọc kinh sơn kỳ thực trong đầu thẩm lãng lúc này còn tiếp nhận rất nhiều tin tức khác của long tộc đang tràn vào tin tức mà bức tượng của nữ hoàng medusa truyền vào thật sự quá nhiều thẩm lãng không thể nào lưu trữ toàn bộ trong đầu óc được chỉ có thể chọn lọc những gì liên quan đến long tộc mà giữ lại. Đương nhiên, dù là tin tức liên quan đến long tộc thì cũng cực kỳ tối nghĩa, Thẩm Lãng cần rất nhiều thời gian mới có thể giải mã được, tin tưởng rằng bên trong chắc chắn có rất nhiều bí mật, nhưng hiện tại hắn thật sự không có thời gian và tâm lực để giải mã, chỉ đành lưu trữ trong đầu óc trước đã. Cảm tạ ngài, nữ hoàng Medusa. Thẩm Lãng nói, hy vọng một ngày nào đó, ta có thể được diện kiến dung nhan tuyệt thế của ngài cáo từ, nói xong, thẩm lãng không chút chần chừ, lập tức mang theo cừu yêu nhi và yêu yêu, cưỡi đại siêu rời khỏi tam giác quỷ, bay về phía bắc. Mấy ngày sau, thẩm lãng một lần nữa bay qua vùng biển phụ cận thành nộ triều. Thẩm lãng nói, đến Ngọc Kinh Sơn rồi, ta đi một mình. Bởi vì đó là địa bàn của Bạch Ngọc Kinh, hơn nữa còn là Long Trì Thượng Cổ bị ô nhiễm, chắc chắn cực kỳ nguy hiểm, cho nên thẩm lãng không muốn để cừu yêu nhi và yêu yêu mạo hiểm bảo bối yêu yêu đã vì hắn mà làm quá đủ rồi hơn nữa con bé vẫn chưa tỉnh lại cừu yêu nhi không nói gì chỉ gật đầu ông thẩm lãng một cái thật chặt đại siêu đáp xuống một hòn đảo cách thành nộ triều vài trăm dặm thẩm lãng hôn lên trán yêu yêu một cái yêu yêu ngủ say mấy ngày đêm rốt cuộc cũng mở to mắt vẫy vẫy tay với thẩm lãng đôi mắt to tròn ấy như muốn nói điều gì đó tạm biệt ba ba tạm biệt yêu yêu thẩm lãng một lần nữa cưỡi lên đại siêu, tiếp tục bay về phía bắc, hướng về phía Ngọc Kinh Sơn mà đi. Ngọc Kinh Sơn, nổi tiếng thiên hạ, nhưng chưa từng có ai đặt chân đến, nó không chỉ là một ngọn tuyết sơn, một ngọn băng sơn, mà còn là Ngọc Sơn. Tương truyền toàn bộ sơn thể trong suốt như Ngọc, tỏa ra ánh sáng hoàng mỹ, cho nên được gọi là Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh và Bạch Kinh, có lẽ là cùng một thế lực, nhưng lại khác biệt. Ở phương Tây, bạch kinh dường như rất hư vô mờ mịt không có cảm giác tồn tại còn ở phương đông bạch ngọc kinh thần bí cường đại không thể xâm phạm nơi nào có tuyết nơi đó chính là lãnh địa của bạch ngọc kinh bất kỳ kẻ nào cũng không được xâm nhập đương nhiên cái gọi là nơi nào có tuyết chính là chỉ vùng biển quanh năm bị băng tuyết bao phủ nói chính xác là vĩnh đông hải mấy trăm năm nay có thể lâu hơn trừ phi được bạch ngọc kinh cho phép nếu không thật sự không có ai đặt chân đến, công chúa Cơ Tuyền từng ở Bạch Ngọc Kinh tu luyện mấy năm, ngoài nàng ra chưa từng nghe nói ai đến đó. Cho đến nay, Thẩm Lãng đã gặp qua một vị sứ giả của Bạch Ngọc Kinh, một nữ tử Bạch Kinh, nhưng kỳ thực cho đến bây giờ vẫn chưa được thấy dung nhan thật của các nàng, bởi vì toàn thân các nàng đều được bao phủ trong tuyết trắng, dù có khuôn mặt thì cũng như bị băng tinh bao phủ. Hình dung thế nào nhỉ? cứ như là khuôn mặt của nhân vật nữ trong game 3D vậy, tuy rằng nhìn qua rất hoàn mỹ, nhưng lại có vẻ không được chân thật. Thẩm lãng cưỡi đại siêu, bay không ngừng về phía bắc ở độ cao 2 vạn mét, bay mãi, bay mãi. Ngọc Kinh Sơn cách thành nộ triều thật sự rất xa, hơn 2 vạn dặm. Thẩm lãng bay qua hải vực đại càng, lại bay qua hải vực đại viêm, tiếp theo chính là hải vực vô chủ. Càng đi về phía bắc, thời tiết càng lạng, bay qua một vạn dặm, 15.000 dặm, hai vạn dặm băng nổi trên mặt biển phía dưới càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều rất nhanh sau đó toàn bộ mặt biển đều đóng băng tiến vào vĩnh đông hải cả bầu trời đều là tuyết rơi lẽ ra ở chỗ này đã có thể nhìn thấy bóng dáng ngọc kinh sơn nhưng bởi vì bão tuyết che khuất khiến cho đôi mắt không nhìn rõ được gì thẩm lãng không tiếp tục bay nữa mà đáp xuống mặt băng chờ tuyết ngừng rơi đại siêu bị đông cứng đến run rẩy thẩm lãng có chiếc nhẫn bảo vệ còn đại siêu thì không, hơn nửa nhiệt độ ở đây đã xuống đến âm 7-80 độ. Thẩm lãng lấy ra một chai gì đó từ trên lưng đại siêu, đây là hỏa dịch địa ngục, sản phẩm hoàn toàn mới của thành nộ triều, so với dịch thể của đạn lựu hỏa địa ngục còn tân tiến hơn, có thể cung cấp nhiệt lượng lớn hơn. Thế nhưng, lúc này lấy ra thì nó đã đóng băng thành một khối băng lớn bằng nắm tay. Thẩm lãng dùng lửa đốt. Phừng, ngọn lửa lớn bùng lên, tỏa ra nhiệt độ cao kinh người. Hầu như làm tan chảy toàn bộ băng xung quanh, nhưng điều kỳ lạ là nó có thể bay trên mặt nước, còn tiếp tục cháy. Nhiệt độ xung quanh nó đều bị nung nóng đến nhiệt độ tương đối dễ chịu. Thẩm Lãng lấy ra vài miếng thịt, đây là loại thịt rất đặc biệt, đều là bò được nuôi trên đảo Amazon, bên trong ẩn chứa năng lượng rất cao, loại thịt này cực kỳ quý giá, ngay cả sủng thú cự tích cũng không thể ăn mỗi bữa. Đại Siêu thoải mái ăn hết trăm cân, rốt cục cũng no bụng vài giờ sau, tuyết ngừng rơi, mây trên trời tản ra, mặt trời lại ló dạng. Bầu trời vĩnh Đông Hải trong xanh như được cột rửa, trước đó do bão tuyết che phủ, tầm nhìn không quá 50 mét, lúc này tầm nhìn đã vượt quá vạn mét. Cả thế giới trong suốt hoàng mỹ. Thẩm lãng và đại siêu, một người một cự tích, đều ngây ngốc nhìn về phía bắc, nhìn về phía ngọc kinh sơn. Mẹ kiếp, thật sự quá đẹp. Thẩm lãng không thể tưởng tượng nổi, trên thế giới này lại có ngọn núi đẹp như vậy thảo nào được xưng là ngọc kinh sơn nó cao vô cùng như thể vươn tới tận trời xanh nhìn từ xa độ cao so với mặt biển vượt quá vạn mét còn cao hơn cả đỉnh olympus ở phương tây thế nhưng toàn bộ sơn thể của nó lại trong suốt như ngọc tựa như một khối băng nguyên chất khổng lồ nhìn từ góc độ này nó trong suốt nhìn từ một góc độ khác nó lại có màu lam nó không giống một ngọn núi mà giống như một kim tự tháp khổng lồ được khảm bằng thủy tinh thảo nào trong rất nhiều sách cổ đặc biệt là đông ly truyện đều ghi lại vẻ đẹp của ngọc kinh sơn nó giống như một vị tiên tử đứng sừng sững giữa trời đất thậm chí thẩm lãng còn cảm thấy vẻ đẹp của ngọn núi này có chút không chân thực ngọn núi này vô cùng hùng vĩ chân núi kéo dài đến mấy trăm dặm bởi vì khu vực biển này hoàn toàn đóng băng nên không phân biệt được rõ ràng đâu là đất liền đâu là đại dương nhìn qua cứ như thể nó mọc lên từ đáy biển vậy có một điều rất kỳ lạ trong các ghi chép trước đây vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp của ngọc kinh sơn nhưng mấy năm gần đây dường như không còn ai nhìn thấy nó nữa nguyên nhân là do trời đất càng ngày càng lạnh phạm vi vĩnh đông hải ngày càng mở rộng trước đây thuyền bè đi qua khu vực biển này khi thời tiết tốt có thể nhìn thấy ngọc kinh sơn từ xa nhưng hiện tại thì hoàn toàn không thể bởi vì phạm vi vĩnh đông hải đã lan rộng về phía nam thêm mấy trăm dặm rất đẹp đúng không đi thôi thẩm lãng vỗ vỗ đại siêu đại siêu lại vỗ cánh bay về phía ngọc kinh sơn nhìn gần thì kỳ thực chỉ còn khoảng trăm dặm nữa thôi đại siêu không ngừng bay về phía ngọc kinh sơn cứ bay mãi bay mãi dường như càng ngày càng gần nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra rõ ràng ngày càng gần rõ ràng chỉ còn trăm dặm nhưng lại không tài nào bay đến nơi. Tốc độ bay nhanh nhất của đại siêu có thể đạt tới 5-6 km một phút, trăm dặm cũng chỉ là chuyện trong vòng 5-6 phút mà thôi. Kết quả là bay nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa tới. Đại siêu không tin tà, vẫn tiếp tục bay mãi, bay mãi. Thế nhưng khoảng cách đến Ngọc Kinh Sơn dường như vĩnh viễn không thay đổi, mãi mãi không thể đến gần hơn. Cảnh tượng này có chút quen thuộc, đúng vậy, giống như ở phế tích đế quốc Lost, mãi mãi không thể rời khỏi dù cố gắng bao nhiêu lần cuối cùng cũng sẽ quay trở lại hòn đảo kia trở về vị trí ban đầu thẩm lãng biết ngọc kinh sơn có năng lực quấy nhiễu tinh thần rất mạnh bề ngoài đại siêu đang bay thẳng về phía nó nhưng lại đang bay vòng quanh nó cứ như vậy dù có bay đến chết cũng không đến nơi được thảo nào từ trước đến nay không có ai lên được ngọc kinh sơn thì ra là vì lý do này thẩm lãng thử dùng ý chí để phá vỡ ảo cảnh tinh thần này Kết quả, vẫn không có gì thay đổi. Thật ghê gớm, ảo cảnh tinh thần ở đây, vậy mà còn mạnh hơn cả đế quốc Lost, còn lợi hại hơn cả yêu mẫu. Tinh thần lực của thẩm lãng mạnh mẽ như vậy, mà vẫn bị ảnh hưởng, không nhìn thấy được cảnh tượng chân thật, vẫn bị nhốt trong ảo cảnh. Sau đó thẩm lãng thử rất nhiều biện pháp. Vẫn như cũ, đều không thể phá vỡ ảo cảnh, thật quá bá đạo, cuối cùng, không còn cách nào khác, thẩm lãng đành thi triển lĩnh ngộ rồng. Đây là một loại trạng thái vô cùng kỳ dị, không còn dùng phạm vi của con người để nhìn nữa, mà là dùng phạm vi gần giống như rồng để nhìn thế giới. Đã từng nói, trong mắt rồng, vạn vật đều là quang ảnh. Chúng ta nhìn thấy một thành thị, có vô số người, có những kiến trúc mi nga tráng lệ, nhưng trong mắt rồng, vô số người đó chỉ là vô số điểm sáng, nhỏ bé như kiến hôi. Lĩnh ngộ rồng của Thẩm Lãng chỉ mới là sơ cấp, vậy nên hình dung cảnh vật trong mắt của hắn như thế nào đây? cứ như là đeo thêm một lớp kính lọc trước mắt vậy. Trong nháy mắt, tất cả đều thay đổi. Vừa rồi nhìn thấy đẹp để nhường nào, bây giờ lại đáng sợ khủng khiếp, thê lương bấy nhiêu. Vừa rồi nhìn thấy Ngọc Kinh Sơn, ống ánh trong suốt, như Ngọc Thạch Hoàng Mỹ. Thì lúc này Ngọc Kinh Sơn, lại như địa ngục xâm la, quả ra quang mang xanh lục quỷ dị, còn pha lẫn rất nhiều màu sắc khác, hơn nữa sơn thể của nó như thể bị vặn vẹo, khiến cả bầu trời đều bị nhuộm màu như ngày tận thế đây mới chính là trạng thái chân thật của nó nơi đây bị ô nhiễm phóng xạ nghiêm trọng bên trong chứa đựng năng lượng phóng xạ khổng lồ mà dựa theo kiến thức của thẩm lãng phóng xạ là loại màu này xanh lè xanh lét vàng vàng lục lục tràn ngập sợ hãi và u ám hơn nữa giống như thẩm lãng tưởng tượng cái gọi là ngọc kinh sơn chẳng qua chỉ là một cái chục khổng lồ long trì này bị ô nhiễm năng lượng phóng xạ bên trong rất đáng sợ nên có người đã xây dựng một cái chục hình kim tự tháp khổng lồ bao phủ quanh nó che đậy toàn bộ phóng xạ bên trong. Thảo nào với năng lượng phóng xạ khổng lồ như vậy, cự long sao có thể không cảm nhận được. Ở phương Tây, dù chỉ là một kg uranium, cự long ở rất xa cũng cảm nhận được, còn bay qua phá hủy toàn bộ thành an tức. Nói cách khác, năng lượng phóng xạ uranium của thành an tức tương đương với một đống lửa, còn năng lượng phóng xạ của long trì thượng cổ này tương đương với một biển lửa ngút trời, kéo dài đến mấy trăm ngàn dặm. Cự long sao có thể không cảm nhận được? hóa ra là bị người ta dùng cái chục che lại. Thẩm lãng nói, đại siêu, ngươi lui về phía sau 300 dặm chờ ta. Đại siêu đáp xuống, thẩm lãng nhảy xuống đất. Sau đó hắn sử dụng ánh mắt nhìn đặc biệt, đi về phía Ngọc Kinh Sơn. Lúc này, rốt cuộc cũng không còn ảo giác nữa, khoảng cách mấy chục dặm, bởi vì hắn có giáp thượng cổ, chỉ đi bộ trong vòng nửa canh giờ là đến nơi. Hắn đi tới chân núi Ngọc Kinh Sơn. Lớn quá, lớn quá, lớn quá, đứng dưới chân núi, thẩm lãng đã hoàn toàn không nhìn thấy toàn cảnh Ngọc Kinh Sơn nữa, chỉ có thể nhìn thấy một cánh cửa ở chân núi. Bạch Ngọc Kinh thật sự rất lợi hại, ở lục địa cực Bắc, bọn họ xây dựng một cái vòng trời khổng lồ, ngăn chặn tinh thể địa ngục bành trướng, ngăn cản băng giá lan rộng. Còn ở đây, bọn họ xây dựng một cái chục hình kim tự tháp lớn như vậy, che đậy long trì bị ô nhiễm. Cái chục này kỳ thực không phải trong suốt, nhưng quang mang phóng xạ bên trong quá mức chói lóa, khiến cho cả Ngọc Kinh Sơn đều có màu xanh lục, dụng cả bầu trời như ngày tận thế. Ban đầu thẩm lãng tưởng rằng nơi đây sẽ có người của Bạch Ngọc Kinh canh giữ, nhưng kết quả là không có ai, cả Ngọc Kinh Sơn, đừng nói là người, ngay cả bóng ma cũng không có. Cánh cửa trước mặt đóng chặt, đây chính là lối vào Long Trì Thượng Cổ Sao. Nhưng trên cửa không có chỗ nào để nhập mật mã, cũng không có chỗ lõm để ấn tay, tóm lại là không có cơ quan mở cửa. Thẩm Lãng cẩn thận cảm nhận cánh cửa này, bởi vì ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể trực tiếp phóng thích một vòng xoáy năng lượng ra ngoài. Nơi này có phóng xạ cực lớn, một khi để lộ ra ngoài, sẽ gây ra ô nhiễm rất nghiêm trọng. Thẩm Lãng lấy Long Chi kiếm ra, thử xem có thể mở được một khe hở nào không, kết quả là không thể, cánh cửa này, thậm chí toàn bộ cái trục đều kiên cố đến mức không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung ngay cả long chi kiếm cũng không thể cắt được long chi kiếm không được vậy còn vật kia vật kia là địa ngục hồn châu được khảm nạm trên long chi kiếm giống như mối quan hệ giữa giáo và khiên vậy ở lục địa cực bắc tinh thể địa ngục điên cuồng bành trướng lan rộng còn mái vòng của bạch kinh bao phủ ngăn cách năng lượng của nó khỏi thế giới bên ngoài thẩm lãng vô cùng cẩn thận dùng địa ngục hồn châu nhẹ nhàng chạm vào cánh cửa ở chân núi ngọc kinh sơn điều kỳ lạ đã xảy ra cánh cửa vốn kiên cố không thể phá vỡ này vậy mà lại bị hòa tan một góc giống như băng bị lửa nung chảy nhưng địa ngục hồn châu rõ ràng là cực hàn trong nháy mắt năng lượng phóng xạ kinh người điên cuồng tràn ra từ lỗ hổng bị hòa tan kia bộ não của thẩm lãng lập tức phát ra cảnh báo chói tai phát hiện năng lượng phóng xạ phát hiện năng lượng phóng xạ vượt quá giới hạn vượt quá giới hạn cùng lúc đó Thẩm Lãng phát hiện chiếc nhẫn của mình đột nhiên sáng lên, lần đầu tiên hắn gặp tình huống này. Ngay sau đó, long hạch tâm của Thẩm Lãng bắt đầu nóng lên, nhanh chóng vận chuyển. Từ trước đến nay, long hạch tâm của Thẩm Lãng chưa bao giờ phải chịu tải trọng lớn như vậy. Năng lượng phóng xạ vô tận ập đến, Thẩm Lãng chỉ cảm thấy tầm nhìn trước mắt trở nên vô cùng kỳ quái, trong nháy mắt sáng rực, như thể bị sét đánh trúng. Sau đó hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh phóng xạ ở đây quá mạnh trực tiếp vượt quá giới hạn bảo vệ của chiếc nhẫn nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng thẩm lãng đã kịp thu hồi long chi kiếm để địa ngục hồn châu rời khỏi cánh cửa kia ngay lập tức cánh cửa tự động khép lại năng lượng phóng xạ bên trong lại một lần nữa bị che chắn ngăn cách tình hình hiện giờ thật phức tạp thẩm lãng đã tìm được long trì thượng cổ nhưng năng lượng phóng xạ bên trong còn vượt xa tưởng tượng của hắn chỉ một kẻ hở nhỏ thôi cũng đã vượt quá giới hạn bảo vệ của chiếc nhẫn vương giả. Phải biết rằng, trước đó thẩm lãng từng lái xe chở một cái rương chứa mấy trăm ký uranium tinh khiết một phần trăm, nhưng lại không hề hấn gì, chiếc nhẫn vương giả đã giúp hắn ngăn chặn tổn thương do phóng xạ gây ra. Vậy để cho cự long tiến vào long trì thượng cổ bị ô nhiễm nghiêm trọng này, thì sẽ ra sao, ngay cả thẩm lãng cũng không thể đi vào, chỉ cần để lộ ra ngoài một chút thôi là hắn đã không chịu nổi loại phóng xạ này rồi nói gì đến chuyện trực tiếp tiến vào điều này thật kỳ lạ thẩm lãng cũng hiểu biết chút ít về phóng xạ dù là nhà máy điện hạt nhân bị rò rỉ thì người bình thường ở gần khu vực có cường độ phóng xạ cao cũng có thể chống đỡ được vài chục giây thẩm lãng có chiếc nhẫn bảo vệ đáng lẽ ra phải không sao mới phải phóng xạ ở đây dường như mạnh hơn phóng xạ trên địa cầu rất nhiều như thể còn pha trộn thêm một loại năng lượng cường đại nào khác vậy. Thật ra, điều này cũng không có gì lạ, bởi vì đây là Long Trì thượng cổ, bên trong ẩn chứa năng lượng giúp cự long nhanh chóng trưởng thành, hơn nữa lại dung hợp với phóng xạ, cho nên mới đáng sợ như vậy. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lãng mơ màng tỉnh lại, hắn lập tức dùng trí não kiểm tra phóng xạ trong máu, kết quả là hoàn toàn không có. Đây là công lao của Long Hạch Tâm, vì bảo vệ Thẩm Lãng nó đã hấp thụ toàn bộ năng lượng phóng xạ trong cơ thể và máu của hắn. Cảnh tượng này rất giống với lúc Long Hạch Tâm đặc biệt đã cứu một lan, lúc ấy một lan bị Long Diễm thôn vệ, cũng vượt quá phạm vi bảo vệ của chiếc nhẫn, Luy Tổ mang một lan đến Bạch Kinh, khảm nạm Long Hạch Tâm đặc biệt vào ngực, ngăn chặn năng lượng Long Diễm trong cơ thể của một lan. Chẳng lẽ, điều này có nghĩa là năng lượng phóng xạ đã đi vào trong Long Huyết Tủy của Long Hạch Tâm sao, chẳng phải đây chính là thí nghiệm mà hắn vẫn muốn thực hiện sao? Long huyết tủy kết hợp với năng lượng phóng xạ của uranium, rốt cuộc sẽ tạo ra biến hóa gì? Mở mắt ra, thẩm lãng kinh ngạc phát hiện, bên cạnh thế mà lại có thêm một người. Một người vô cùng quen thuộc mà cũng vô cùng xa lạ. Nàng đã thay đổi quá nhiều, đến nỗi thẩm lãng suýt chút nữa không nhận ra. Ánh mắt của nàng lại một lần nữa biến hóa, khí chất cũng thay đổi, xương gai trên lưng đã dài hơn hai thước thẩm lãng gọi doanh doanh không sai chính là nàng đứa con gái trên danh nghĩa của nhậm sơn chủ thẩm lãng cũng không biết nhậm doanh doanh rốt cuộc là sinh vật gì gần một năm không gặp lúc này gặp lại ánh mắt của nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều trước kia nàng giống như một đứa trẻ sơ sinh tuy mạnh mẽ nhưng lại hồn nhiên còn ngây thơ đến đáng sợ nếu nói khoảnh khắc thẩm lãng vừa tỉnh lại kia nàng như vừa mới được sinh ra vậy thì lúc này đây nàng hẳn là tương đương với một đứa trẻ mấy tuổi. Đây là loại thiên hạ đệ nhất cổ gì vậy? Căn bản không phải cổ trùng bình thường, lần gặp trước là ở di tích Kim Cương Phong, nàng xông vào thần miếu, nhưng sau đó làm gì thì không ai biết. Bây giờ nàng lại xuất hiện, là trùng hợp sao? Tuyệt đối không phải, nàng bị hấp dẫn đến đây, do thẩm lãng đã mở một kẻ hở trên cánh cửa ngọc kinh sơn. Nàng nhìn chầm chầm thẩm lãng. Thẩm lãng nuốt nước miếng hỏi, nàng muốn đi vào sao, nhậm doanh doanh gật đầu, rồi lại lắc đầu. Thẩm lãng im lặng, rốt cuộc là sao? Nơi này có phóng xạ rất đáng sợ, ngay cả chiếc nhẫn của hắn còn không chịu nổi. Tiếp đó, nhậm doanh doanh cầm lấy long chi kiếm của thẩm lãng, dùng đầu kiếm được khảm nạm địa ngục hồn châu nhẹ nhàng đâm vào cánh cửa ngọc kinh sơn. Lại một lần nữa, một kẻ hở xuất hiện. Chỉ có điều, nhậm doanh doanh thao tác càng chính xác hơn, kẻ hở lần này không hề có khe hở, năng lượng phóng xạ vô tận bên trong dọc theo long chi kiếm xuyên qua, tiến vào cơ thể nhậm doanh doanh. Ngay lập tức, toàn thân nàng đều phát sáng, ngay cả ánh mắt cũng tỏa ra hào quang. Một luồng năng lượng cường đại ngưng tụ, thẩm lãng thậm chí có thể nhìn thấy xương gai trên lưng nàng đang phát triển với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. Trời ạ, à, cảnh tượng này quá đổi kinh người. Ngươi, ngươi rốt cuộc là sinh vật gì? Nàng vậy mà lại thôn vệ năng lượng phóng xạ, năng lượng gì ngươi cũng thôn vệ được sao, năng lượng trong long hạt, sau đó là năng lượng của bức tượng trong thần miếu ở di tích kim cương phong, bây giờ đến năng lượng phóng xạ của long trì bị ô nhiễm, ngươi cũng thôn vệ. Điên rồi, điên rồi, nhất định là điên rồi. Nhưng rất nhanh sau đó thẩm lãng phát hiện, tuy nhậm doanh doanh thôn vệ rất nhiều loại năng lượng, nhưng lượng thôn vệ lại không nhiều, chỉ khoảng nửa tiếng sau, dường như đã vượt quá cực hạn của nàng. Nàng ngừng thôn vệ, Trúc Long chi kiếm ra, tất cả trở về nguyên trạng, cánh cửa lại một lần nữa khép lại. Mà Nhậm Doanh Doanh trở về bên cạnh Thẩm Lãng, ngồi xuống, như đang tiêu hóa năng lượng vừa thôn phệ. Thẩm Lãng kinh ngạc nhìn nàng, "Ngươi, ngươi muốn biến thành cái gì? Ngươi có thể nói cho ta biết được không, ngươi rốt cuộc là sinh vật gì? Ngươi có thể nói cho ta biết được không?" Nhậm Doanh Doanh nhắm mắt ngồi rất lâu, mà Thẩm Lãng cũng không quấy rầy nàng. Hắn đang cảm nhận sự thay đổi của Long Hạch Tâm. Không sai, sau khi thông vệ năng lượng phóng xạ, Long huyết tủy đã bắt đầu biến hóa. Loại biến hóa này vô cùng kỳ dị, ban đầu là dàn co quyết liệt, hai luồng năng lượng như nước với lửa, không ngừng công kích lẫn nhau. Long huyết tủy liều mạng muốn áp chế, muốn phá hủy năng lượng phóng xạ, bởi vì năng lượng của nó mạnh hơn rất nhiều, dù sao lượng phóng xạ hấp thụ vào cũng không quá lớn. Thế nhưng lại không thể nào tiêu diệt được chu kỳ bán rã của uranium kéo dài đến 10 tỷ năm, muốn tiêu diệt nó triệt để gần như là điều không thể. Nhưng mà năng lượng của long tộc cũng vậy, muốn tiêu diệt thân thể của nó rất dễ dàng, nhưng muốn triệt để tiêu diệt năng lượng sinh mệnh của nó lại rất khó. Nhưng sau đó, long huyết tủy đột nhiên bắt đầu chủ động cải biến năng lượng phóng xạ, thử dung hợp chúng. Đây là một quá trình vô cùng huyền diệu, biến hóa khôn lường, hơn nữa không ngừng diễn ra, không có hồi kết. Điều thần kỳ hơn là, tất cả những điều này chỉ có thể nhìn thấy trong trạng thái lĩnh ngộ rồng bình thường chỉ có thể cảm nhận được long hạch tâm đang nóng lên luôn trong trạng thái chịu tải trọng lớn nhưng không biết bên trong rốt cuộc đang xảy ra biến hóa gì mà ở trong trạng thái lĩnh ngộ rồng tất cả những biến hóa này đều hiện ra vô cùng rõ ràng thậm chí còn xuất hiện cả loại văn tự của nền văn minh ngoại tộc kia còn không ngừng biến hóa cũng giống như long văn không ngừng biến hóa hơn nữa còn là những biến hóa mà trước nay chưa từng có. Điều thần kỳ hơn nữa là, khi Thẩm Lãng quan sát loại biến hóa này, lĩnh ngộ rồng của hắn vậy mà lại được tăng cường, như thể đang tiến đến một cảnh giới cao hơn. Thẩm Lãng vẫn luôn ở trong trạng thái lĩnh ngộ rồng, quan sát sự biến hóa bên trong Long Hạch Tâm. Rồi sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện ra một điều. Tổng năng lượng của Long Hạch Tâm không những không giảm xuống, mà ngược lại còn tăng lên. Bên trong Long Hạch Tâm là Long Huyết Tủy, Tuy rằng tương đương với một loại năng lượng siêu cấp, nhìn như vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt, nhưng năng lượng của nó rốt cuộc vẫn có hạn, theo như thẩm lãng sử dụng, nó vẫn luôn đang giảm bớt, còn không thể bổ sung. Long chi hối được tạo ra từ long huyết tủy, trong nháy mắt có thể bộc phát ra năng lượng kinh thiên động địa. Mà long hạch tâm chỉ là chậm rãi, có cách thức giải phóng năng lượng theo một quá trình nhất định. Sau mấy năm sử dụng, nó vẫn luôn giảm bớt, tuy rằng biên độ giảm rất nhỏ, nhưng cứ tiếp tục như vậy Thêm vài chục năm nữa, năng lượng của Long Hạch Tâm này sẽ cạn kiệt. Nói một cách rõ ràng hơn, nó chỉ còn lại không đến 80% năng lượng. Thế nhưng hiện tại, sau khi thôn phệ năng lượng phóng xạ, lại bắt đầu không ngừng đấu tranh, biến hóa, năng lượng của nó không những khôi phục lại 100% mà còn đang tiếp tục tăng lên, thậm chí còn vượt qua cả năng lượng lớn nhất của nó trước đây. Điều này có nghĩa là gì? Giả thiết ban đầu của Thẩm Lãng là đúng, ném con cự long sắp chết vào long trì chứa đầy phóng xạ quả nhiên có thể khiến cho nó lột xác. Nhưng mà điều này thật quỷ dị và kỳ quái. Đế quốc Lost dùng uranium chế tạo vũ khí tà dương, vì muốn tiêu diệt long tộc, chứ không phải muốn chúng lột xác, mấy ngày đêm sau. Nhậm doanh doanh tỉnh lại, nàng lại một lần nữa biến hóa, mà lần này thẩm lãng càng không nhận ra nàng nữa. Nàng nhìn thẩm lãng một cái, ý bảo muốn rời đi. Thẩm lãng kinh ngạc, ngươi chỉ mới hấp thụ một chút năng lượng phóng xạ thôi mà đã muốn đi rồi, ngay sau đó trong đầu Thẩm Lãng chợt lóe lên một ý nghĩ. Hắn đã tìm được long trì, cũng tìm được biện pháp mở ra nó, nhưng làm cách nào đưa Cự Long đến đây? Cho dù hiện tại nó đã bị thu nhỏ lại chỉ còn mấy trăm mét, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không thể bay được. Ban đầu Thẩm Lãng định dùng mấy chục con sủng thú cự tích treo nó bay đến đây, nhưng bây giờ kế hoạch này không thực hiện được, bởi vì sủng thú cự tích căn bản không thể đến gần Ngọc Kinh Sơn. Vậy thì có thể nhờ Nhậm Doanh Doanh hỗ trợ không, tuy rằng hiện tại Thẩm Lãng cũng không biết có nên gọi nàng là Nhậm Doanh Doanh nữa không. Nàng có thể giúp ta một chuyện không? Thẩm Lãng nói, giúp ta khiêng một con cự long đến đây được không? Nó đang ở cách đây khoảng 3 vạn dặm. Sau khi nói ra yêu cầu này, ngay cả Thẩm Lãng cũng cảm thấy mình quá đáng, tuy rằng cơ thể của Nhậm Doanh Doanh đã xảy ra biến hóa rất lớn, nhưng cũng chỉ cao khoảng 2 thước mà thôi còn cự long của hắn dù đã bị thu nhỏ, nhưng vẫn dài đến mấy trăm mét, trọng lượng cực kỳ khủng khiếp, làm sao mà nàng khiên nổi, nhậm doanh doanh nhìn thẩm lãng rất lâu, sau đó gật đầu đồng ý, xem ra trong thế giới của nàng, thẩm lãng quả nhiên rất đặc biệt, nàng đối với hắn tràn đầy thiện ý, thẩm lãng nói, vậy, chúng ta đi thôi, chúng ta cùng cưỡi đại siêu trở về. Nhậm doanh doanh lắc đầu, sau đó ánh mắt nàng bắt đầu ngưng tụ, hào quang ngày càng sáng, nhìn chầm chầm vào trán thẩm lãng một lúc lâu, sau đó cắt một đường trên lòng bàn tay mình, bôi máu tươi lên trán thẩm lãng. Cái này, xem như là đánh dấu sao, làm xong tất cả, nhậm doanh doanh đột nhiên chui vào lớp băng, biến mất không thấy đâu. Nàng muốn chui xuống đáy biển sao? Sau đó cùng thẩm lãng bơi đến lăng mộ Medusa cách đây mấy vạn dặm, quả nhiên là như vậy. Mấy ngày đêm sau, thẩm lãng cưỡi đại siêu quay trở lại hắc đảo, đến vùng biển cách hắc đảo mấy vạn dặm sau đó nhậm doanh doanh từ dưới biển chui lên. Ngươi, ngươi thật sự quá lợi hại, vậy mà lại bơi từ dưới biển đến đây, thực lực này khó mà tưởng tượng, thẩm lãng nói, đi theo ta, sau đó, hắn tìm được lối vào lăng mộ của vương quốc Na Lỗ, mở tầng tầng cơ quan ra, tiến vào nơi sâu nhất trong lăng mộ dưới lòng đất. Cự long của hắn vẫn nằm im lặng trong hồ nước, vô số long huyết vẫn chất đống ở đây như cũ. Nó vẫn hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, cứ tiếp tục như vậy e là phải mất đến trăm năm nữa mới có thể hồi sinh đi thôi lại phải làm phiền nàng rồi thẩm lãng nói giúp ta khiêng con cự long này đến long trì thượng cổ trên ngọc kinh sơn nhậm doanh doanh gật đầu thẩm lãng ngồi xuống nhìn cự long vỗ nhẹ lên đầu nó ta sẽ đưa ngươi đến long trì để tiến hành niết bàn điên cuồng hy vọng mọi chuyện đều như ta mong muốn nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha